Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật các mã hàng, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác là đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Các bác mua dưới 200 thì vui lòng cộng thêm cho em là 30.000 để ship giúp cho em nhé. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Đơn hàng từ dưới 200 thì lưu ý cộng thêm cho em 30.000 tiền ship, còn trên 200 thì bên em sẽ bao ship, thì các bác cứ xem cân nhắc mua đủ 200 trở lên là bên em sẽ bao ship nhá. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái con dao gọt hàng của Đức nhá. Dao gọt hàng của Đức này. Con này thì tổng chiều dài của dao nó vào khoảng là 25 cm, khá là vừa xinh luôn, khá là vừa xinh để các bác có thể dùng để mình gọt hoặc là thái cũng đều được nhá. Đấy. Các bác dùng để gọt hoa quả hoặc thái cũng được. Đây em sẽ dọc giấy cho bác xem này. Đấy. Hàng thì phải nói là bén khủng khiếp luôn nhá, rất là bén luôn các bạn này. Đó. Dao thì rất là bén luôn. Đó, dao của nó thì siêu bén rồi. Bén rất là sắc nhá. Đấy. Và cái đường cắt này của nó rất là mịn màng các bạn này, đường cắt rất là mịn màng như này. Đó, và chiều dài khoảng 25 cm. Hàng made in Germany các bạn này. Đó, hàng của Đức đây, made in Germany. Lên cho em là dao gọt Đức nhá. Dao gọt Đức giá thì chỉ có cho các bác là 80k. 80 70 nhỉ? 80. Lên cho em là dao gọt Đức nhá. Đấy, dao gọt Đức này. Dao gọt Đức giá của nó sẽ là 70k nhá. 70k cho con dao gọt Đức như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái vòi đồng tăng áp nhá. Đấy, thì nó sẽ là một cái đầu vòi như này và bao gồm cho các bác là ba cái cút nối nhá. Một đầu vòi, ba cút nối. Thì về nhà các bác có thể nối các loại dây vào đây này. Đấy, sau đó thì cho vào là mình sử dụng thôi. Đấy, các bác dùng để tưới cây, xịt rửa xe đều ok hết nhá. Đây. Đấy thì các cái hướng dẫn kết nối của nó này. Đấy. Cái đầu gen xoáy này các bác xoáy vào cái đầu vòi nước này và đầu này thì kết nối với các cái loại dây nhá. Và nó sẽ ra tia như này các bác này. Thì các bác dùng để rửa xe, tưới cây đều được hết nhá. Đấy, cả một cái bộ combo như này. Đấy, hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là vòi đồng tăng áp nhá. Vòi đồng tăng áp. Giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. 50.000 cho cái bộ vòi đồng tăng áp như này. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là combo cả vòi, cả đầu vòi, cả tay nối, cái thứ đầy đủ cho các bác luôn. Và cái giá thì khá là hợp lý nhá. Con này của nó thì đầu của nó bằng đồng hết này. Các cái phần kết nối đều bằng đồng hết. Và giá thì rất hợp lý cho bác thôi. Chỉ có cho các bác là một cái con vòi như này, giá chỉ có 50k thôi nhá. Đấy, 50k. Lên cho em là vòi đồng tăng áp nhá. Vòi đồng tăng áp, lấy tranh cái bút đi. Vòi đồng tăng áp giá của nó sẽ là 50k nhá. Đấy. 50k cho con vòi đồng tăng áp như này. Lên cho em là vòi đồng tăng áp này. Vòi đồng tăng áp nhá. Tăng áp giá của nó sẽ là 50k cho một chiếc. 50k. Con này thì các bác có thể dùng để xịt rửa xe, tưới cây, cái thứ đều ok hết nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cân sức khỏe nhá. Đấy thì các bác lên cho em là cân người nhá. Lên luôn là cân người cho nó nhanh. Lên mã giúp cho em là cân người. Con này thì nó sẽ là hàng của Nhật nhá. Hàng của Nhật và con này nó sẽ có sẵn pin, kèm pin cho các bác luôn. Có kèm sẵn pin như này các bác này. Đấy, có kèm pin như này và về nhà các bác chỉ việc lắp pin và là sử dụng cho em. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 100k cho con cân người như này thôi. Đấy, lên mã giúp cho em là cân người. Mặt à 100. Ừ, bao nhiêu? 100.000 nhá, coi nhá. Đó. 100.000 cho cái cân người như này. Đấy, các bác lắp vào cho em là nó sẽ lên chế độ là kg và nó cập nhật nhiệt độ này. Đấy, có cập nhật nhiệt độ cho bác luôn. Miền Bắc bây giờ đang là 21 độ C. Một cái nhiệt độ cực kỳ lý tưởng. Thì các bác cân xong là đi ăn lẩu nướng nhá. Đấy, cân xong thì các bác đi ăn lẩu nướng thì em là ok. Đó, nhiệt độ rất là lý tưởng quá nhá. Đây em sẽ cân thử xem đối thủ hôm nay thì hạng cân là bao nhiêu nhá. Đấy, hạng cân em bây giờ đang là 68,2 kg nhá. Đó, 68,3 kg. Đấy, con này thì nó sẽ nhớ số cho các bác trong vòng là mấy giây. Đấy, nhớ số trong vòng là mấy giây và nó sẽ tự về không nhá. Đấy, tự về không các bác này. Cân là kg và của nó sẽ là 21 độ C này, có báo pin này. Và con này của nó thì nó sẽ là mặt kính cường lực 5 ly nhá. Đấy, và nó sẽ cân được tối đa là 180 kg. 180 cân, còn các bác cân thì tùy theo nhu cầu và mục đích của các bác sử dụng thôi. Con này thì các bác lên mã giúp cho em là cân người nhá. Cân người. Giá thì sẽ là 100.000 cho con cân người nhá thôi. Đấy. Con này thì trước em lên nó là cân sức khỏe nhá. Đấy, có lên cho em là cân sức khỏe này. Cân sức khỏe này. Đó, cân sức khỏe để cân người nhá. Đấy, cân người. Giá của nó sẽ là 100k tròn nhá. 100k cho em này thôi. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái túi chéo này.
túi chéo thì nó sẽ có màu nâu và màu xanh. Đấy, màu nâu và màu xanh như này. Đấy, hai màu, màu nâu, màu xanh. Cái túi này của em thì 100% là da bò tự nhiên. Trước khi mua thì các bác mua một cái máy lửa xịn nhá, mua cái máy lửa xịn. Về nhà các bác có thể test thoải mái luôn, test thoải mái, đốt thoải mái cho em. Khi đốt thì các bác đốt vào cái chỗ nào không có đường chỉ may nhá, không có đường chỉ may, không có đường khóa. Đấy, một ngăn là đằng sau này, một ngăn đằng sau rất là đẹp này. Đấy, đằng trước thì sẽ có là 1 2 và một ngăn to nữa là thành là 3 ngăn này. Đấy, ngăn rộng nhá, ngăn rộng nhá. Cái này khi các bác bỏ đồ vào thì nó rộng ra rất là nhiều nhá. Và giá thì các bác lên mã giúp cho em đó là túi chéo. Giá của nó sẽ là 140.000 cho em túi chéo như này. Chất liệu của nó thì 100% là da bò nhá, 100% là da bò. Có màu xanh và màu nâu nhá, có màu xanh và màu nâu như này. Thì bên em sẽ các bác lấy màu nào thì đọc kỹ màu cho em. Đấy, lưu ý các bác là đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Các bác lên mã giúp cho em đó là túi chéo, giá sẽ là 140.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là túi chéo nhá. Đó. Túi chéo này. Lên cho em là túi chéo, giá sẽ là 140k. Đó. Túi chéo này. Túi chéo, giá của nó sẽ là 140k nhá. Chất liệu 100% là da bò tự nhiên, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Con này bao các bác test đốt thoải mái luôn, các bác cứ chuẩn bị máy lửa cho em, đốt thoải mái luôn. Đấy, đây. Đốt thoải mái luôn các bác nhá. Đây. Các bác có thể cào cấu thoải mái luôn nhá, cào cấu đốt thoải mái luôn, không bao giờ lo bị sời sùi, bị xước nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác một cái nồi kho cá này. Đấy. Nồi kho cá hàng của thương hiệu Matika, Matika. Hàng này thì hàng liên doanh Việt Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác rồi. Đấy, có phiếu bảo hành, bảo tỏi các thứ đàng hoàng. Các bác yên tâm sử dụng nhá. Con này thì điện 220V 50Hz nhá. Đấy, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng các bác này. Đấy, nó sẽ có hướng dẫn đầy đủ cho các bác luôn, về nhà các bác cứ đọc kỹ hướng dẫn đi em. Và sẽ bao gồm cho các bác là một cái nắp kính cường lực như này và một con nồi cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Nồi này của nó là nó sẽ là thuộc cái dạng là gọi là nồi nồi gốm nhá, nồi gốm, nồi sứ này, siêu dày luôn. Thì giữ nhiệt rất là tốt nhá, giữ nhiệt rất là tốt, và khi các bác đun ấy thì con này dùng để kho cá thì miễn chê luôn, miễn chê luôn các bác nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là nồi kho cá nhá. Con này thì chuyên để dùng để kho cá. Nó sẽ có số 1, số 2 và số 3 là nhanh. Số 1 là tắt này, số 2 là chậm, số 3 là nhanh và số 4 là tự động này. Ngoài cái tính năng là kho cá thì các bác có thể dùng để mình hầm xương này, hầm xương hoặc là ninh ninh cháo, ninh chiếc cũng đều ok hết nhá. Đấy, nhưng mà chức năng chính của nó sẽ là kho cá này. Đấy, sử dụng điện 220V 50Hz và 235W, dung tích là 2,5 lít nhá. Thông số của nó thì rất rõ ràng luôn, 2,5 lít nhá. Con này các bác dùng để kho cá này, ninh xương này, hoặc là dùng để mình gọi là chế biến thực phẩm cũng rất là ok. Đấy, và giá thì rất là hợp lý cho anh em các bác rồi. Giá chỉ có cho các bác là con này bao nhiêu nhỉ? Hả? Các bác lên cho em là nồi kho cá nhá. Giá của nó sẽ là 350.000 à. Lên cho em là nồi kho cá nhá, nồi kho cá này. Nồi kho cá giá sẽ là 290k. 290.000 thôi, giá 290.000. Trước đang bán là 350, đợt này về cho bác còn 290.000, giá siêu tốt cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái chai xịt inox nhá. Đấy, các bác lên cho em là sơn xịt inox. Cái này thì 80.000 một bình. Các bác dùng chuyên để mình sơn xịt các cái phần mà bị rỉ sét này. Đấy, thì chức năng của nó là chống rỉ cực kỳ là tốt luôn. Đấy, các cái bề mặt bị rỉ sét, bị ăn mòn thì các bác xịt cho em. Đây các bác này. Đấy, nó sẽ là thuộc cái dạng sơn inox bóng như này. Xịt vào thì nó cực kỳ là bóng luôn và nó bảo vệ bề mặt của thép. Đấy, chống bị ăn mòn, chống bị rỉ sét rất là tốt nhá. Hàng này của nó sẽ là sơn inox 318 nhá, inox 318 sơn phủ. Lên cho em là sơn inox, giá sẽ là 80.000 cho một chai sơn inox như này. Đấy, lên cho em là sơn inox này. Sơn inox giá của nó sẽ là 80k trên một bình nhá, 80k cho một bình sơn inox như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thắt lưng dù quân đội Mỹ nhá. Đấy, thắt lưng dù quân đội Mỹ như này. Đấy. Cái mũ phớt còn không? Mấy cái thì thôi. Thắt lưng dù quân đội Mỹ như này nhá. Đấy, thì giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Các bác lên cho em là thắt lưng dù nhá, thắt lưng dù. Đấy, thắt lưng dù thì nó sẽ là làm bằng sợi dù, nhiều bác lại còn bảo thắt lưng da. Đấy. Thắt lưng dù thì nó sẽ là làm bằng sợi dù rồi các bác nhá. Đây nó sẽ là một cái dòng sợi dù như này. Con này thì các bác dùng thì bền đẹp vĩnh cửu luôn, 100, 200 năm, 300 năm cũng chả hỏng các bác nhá. Đó, nó bằng sợi dù này thì chỉ có lấy dao mà cắt ra thôi. Chỉ có lấy dao mà cắt ra thôi chứ không bao giờ hỏng nữa các bác nhá. Đó. Hàng thì của thương hiệu dép của Mỹ. Đấy, tuổi đời của công ty này là 1961 rồi. Đấy, khá là lâu đời, và công ty này thì nó chuyên sản xuất các cái đồ
dành cho quân đội nhé, các cái đồ dành cho quân đội đấy, hàng cực kỳ là bền đẹp chắc chắn, và giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó, chỉ có 80k cho một con thắt lưng dù như này thôi, 80.000 một con nhá. Đấy, 80.000 cho một con thắt lưng dù như này, giá rất là hợp lý cho bác luôn. Con này thì các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà hoặc là sử dụng các bác trung niên. Đấy, dùng nó cực kỳ đơn giản dễ dàng nhá, chỉ cần sập vào này cho em. Đấy, lúc nào các bác cần phải đi nhanh thì các bác lại cạo cậy ra như này là xong. Đó, rất là tiện ích thôi. Đấy, lúc nào tháo đuổi các thứ là rất là nhanh các bác. Đấy, giật phát này là xong, tránh bị vấp váp rồi nhiều khi là nhỡ nhàng các bác nhá, nhỡ nhàng là hỏng hết việc. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 cho một con thắt lưng dù như này. Đấy, các bác lên cho em là thắt lưng dù nhá, nó làm bằng sợi dù. Đấy, lên cho em đấy, lên mã giúp em là thắt lưng dù nhá, giá của nó sẽ là 80k. Đó, lên mã giúp cho em đó là thắt lưng dù này, thắt lưng dù giá của nó sẽ là 80.000 nhá. Đó, thắt lưng dù này, thắt lưng dù giá của nó sẽ là 80k cho một con thắt lưng dù như này nhá, 80.000. Đó, tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đuôi lò xo nhá. Các bác lên cho em là đuôi lò xo A này. Đấy, giá thì chỉ có 35.000 cho con đuôi lò xo này thôi. Con này thì hàng nó rất là đơn giản và tiện ích thôi. Đấy, các bác cứ cắm trực tiếp vào điện 220 cho em, xoáy cho em một quả bóng vào đây. Đấy, và có công tắc đóng ngắt này, và cái này có thể ngoắt nghéo để các bác điều chỉnh ở các cái vị trí nào mình cần phải làm việc này. Đấy, hoặc là cắm sơ cua, ví dụ như là cần phải tăng cường ánh sáng hoặc là thế này thế nọ thì các bác sử dụng con này cho em, nó rất là tiện. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 35k thôi. 35k trong cái đuôi lò xo như này, cả đuôi, đấy, cả chân cắm, cả công tắc cho bác nhé, combo như này. Đấy, và có thể ngoắt nghéo đảo chiều như này, các bác có thể cắm lên tường để sử dụng trực tiếp luôn. Đấy, giá rất là tiện và chỉ có 35.000 thôi. Lên mã giúp cho em là đuôi lò xo A nhé, đuôi lò xo này, đuôi lò xo A, giá sẽ là 35 cành một em. Đó, tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cốc tự khuấy nhá. Cốc tự khuấy thì nó sẽ là một con cốc như này. Đấy, hàng thì về theo lô, có lô thì là hàng pin liền, có lô thì hàng pin rời, các bác hết sức thông cảm với em. Đó, lô này thì hàng pin rời và không kèm pin. Về nhà các bác lắp cho em hai cái viên pin vào đây, hai cái viên pin vào đây các bác nhé. Đấy, lắp hai cái viên pin vào cái đít này cho em này. Đó, hai pin con thỏ nhỏ các bác lắp vào đây cho em. Đó, pin con thỏ nhỏ các bác lắp vào đây cho em. Một viên pin thì các bác dùng cả 5 giờ nó mới hết, tại vì mỗi lần khuấy như này các bác chỉ có mấy giây thôi, chỉ có mấy giây thôi là nó đã ok rồi. Đấy, công tắc ngắt ở đây, và đây nó sẽ có một cho các bác một cái hạt nam châm từ trường, bỏ vào là nó sẽ cho vào giữa này và nó sẽ nguấy này. Và bên trong thì bằng inox sáng bóng, bên ngoài thì bằng nhựa đẹp đây. Cốc để các bác pha trà, pha cà phê, pha ngũ cốc, rồi nói chung là đa di năng và đa di năng luôn. Các bác dùng cái gì cũng được, nó rất là tiện và nó tự khuấy luôn thì dùng nó rất là tiện ích. Đấy, lên xem là cốc tự khuấy nhá. Cốc tự khuấy giá của nó sẽ là 90k. Đó, cốc tự khuấy giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho mấy em cốc tự khuấy như này, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop lại tiếp tục về các bác cái găng tay lao động nhá. Thì nó sẽ có là màu xanh, màu đen và màu ghi. Thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Đây nó sẽ là một cái dòng găng tay chuyên để các bác dùng để lao động làm vườn, rồi là làm thợ, làm nghề sửa chữa. Nói chung là rất là ok. Đó. Thì các bác đeo vào thì ưu điểm của con này nó sẽ là co giãn 4 chiều, cực kỳ là ôm tay. Và bên trên này thì của nó là cái mặt trong này có cái lớp cao su non bằng chấm bi như này. Thì khi các bác dùng thì nó rất là tiện ích nhá. Đấy, chống trơn trượt rất là tốt luôn. Dùng thì cực kỳ là mái thoải luôn các bác nhá. Đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, bên em bán theo combo 5 đôi thì sẽ là 40.000 và giá siêu rẻ cho các bác luôn. Một bịch này 12 đôi giá chỉ có 70.000 thôi. Mua càng nhiều thì giá càng tốt nhá. Mua càng nhiều giá càng tốt cho các bác luôn. Đấy. Hàng thì cực kỳ là ôm tay, tay to, tay nhỏ, tay lớn, tay bé, tay mẹ, tay con đều vừa hết nhá. Đó. Thì lên mã giúp cho em đó là găng tay lao động nhá. Găng tay lao động này. Một bịch của nó sẽ là 12 đôi là bằng 70k nhá. 70k, còn mua 5 đôi thì sẽ là 40k. Mua càng nhiều giá càng tốt các bác ơi. Hello chào các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Các bác cứ mua đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, còn dưới 200 thì các bác cộng thêm cho em 30.000 để ship nữa thôi. Đó, các bác có nhu cầu mua hàng thì có thể liên hệ tới các cái số hotline của bên em đây để được tư vấn. Ba số này đều có Zalo hết nhá. Ba số này đều có Zalo hết. Đó. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái massage bi nhá. Thì nó sẽ có hai dòng, một là dòng 8 bi, hai là dòng 16 bi. Đó. Thì các bác muốn lấy dòng nào thì lấy. Đấy, riêng cái con 8 bi này thì nó sẽ có kèm cho các bác một cái cục cắm nguồn trực tiếp và một cái tẩu cắm ô tô. Đấy, còn con 16 bi thì nó là dòng to thì không đeo vào ô tô được. Đấy, và đây thì nó sẽ là một cái dây chun như này để các bác có thể đeo lên cái ghế ô tô để mình dùng, mình vừa là sử dụng vừa lái ô tô vừa là massage, nó rất là thư giãn. Đấy, thì con này các bác cắm vào tẩu ô tô là ok. Đấy, còn đây là em đang cắm trực tiếp qua con nguồn này. Đấy,
Con này thì nó sẽ có cả hồng ngoại luôn nhá. Đấy, có cả chế độ hồng ngoại như này để giúp cho các bác làm móng này, làm nóng cơ thể lên, làm nóng các cái phần mình cần massage lên nhá. Đấy, đèn hồng ngoại. Đấy, và có hai chế độ nhá. Một là chế độ không có hồng ngoại, hai là chế độ có hồng ngoại như này. Đấy, và nó sẽ là dòng 8 bi đảo chiều nhá, dòng 8 bi đảo chiều. Thì con này dùng nó rất là tiện. Giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là gối massage 8 bi nhá, gối massage 8 bi. Đó. Lên cho em là gối massage 8 bi. Con này thì lên cho em là gối massage 8 bi nhá. Gối massage 8 bi, giá của nó sẽ là 170k. Đó, giá chỉ có 170.000 thôi. 170.000 cho một con gối massage 8 bi như này, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đấy, chỉ có 170 cành thôi. Một cục nguồn và một cái cáp cắm vào tàu ô tô. Đấy, combo trọn bộ cho các bác như này. Đây là cái dòng 8 bi. Còn ngoài ra thì bên shop có thêm cho các bác một cái dòng nữa, đó là dòng 16 bi nhá. Đấy, thì con này các bác lên cho em là gối massage 16 bi nhá. Đấy, có dòng 8 bi, có dòng 16 bi. Các bác muốn lấy dòng nào thì lấy. Cái giá thì cũng khá là hợp lý cho các bác thôi. Đây, con này thì nó sẽ là 16 bi này. 16 bi thì con này nó sẽ là dòng to hơn. Và con này thì các bác chỉ dùng ở dưới thôi, chứ con này không đeo ô tô được nhá. Không đeo ô tô được. Đấy, nó sẽ có tẩu cắm, có nguồn cắm sẵn như này. Đấy. Và đây của nó thì nó sẽ là dòng công suất to hơn một chút nhá. 290.000 cho cái con massage 16 bi như này. Con này cũng rất là tiện ích luôn. Các bác cắm nguồn trực tiếp vào điện 220 cho em. Cắm trực tiếp điện 220 nhá. Sau đó thì mình kết nối vào cho em và nguồn bật lên này. Đấy, cũng có đèn hồng ngoại để giúp làm nóng nhá, giúp làm nóng như này. Đó, và con này thì giá sẽ là 290.000 và bao ship đến tận nhà. Đấy, sẽ có cho các bác là chế độ là bằng tay này. Đấy, bằng tay này, rồi chế độ đảo này. Đấy, đảo này, chế độ lượn sóng này, chế độ núi cao này, rồi chế độ xoay vòng tròn này. Đấy, rất là nhiều chế độ cho các bác nhá. Đấy, có đèn hồng ngoại này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 290.000. Lên cho em là gối massage 16 bi nhá. Gối massage 16 bi. Giá của nó sẽ là 290.000. Đấy, 290.000 cho con 16 bi như này. Con này là sẽ là 16. Nó sẽ có 16 bi và có đảo chiều các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Đó, lên cho em là massage 16 bi nhá. Lên mã giúp cho em là gối massage 16 bi này. Đó. Gối massage. Gối massage 16 bi giá sẽ là 290k nhá, 290.000. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác một dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái keo đa năng nhá, keo đa năng. Một hộp này của nó thì nó sẽ là 60g nhá, 60g. Dòng này của nó sẽ là keo trắng và bám dính cực kỳ là tốt luôn. Các bác có thể dán được trên mọi chất liệu và trên mọi bề mặt luôn. 60g như này. Đó. Lên cho em là keo đa năng xanh. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20.000. 20.000 cho một típ keo đa năng xanh như này nhá. Lên cho em là keo đa năng xanh. Giá sẽ là 20k trên một típ nhá. Và bác nào mua từ 3 típ trở lên thì sẽ là 50.000 cho 3 típ. Và mua lẻ thì sẽ là 20.000 cho một típ keo đa năng xanh như này. Đó, con này thì dùng cực kỳ tiện ích luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế luôn. Có thể đây các bạn này. Gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính nano công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào nghe nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính nano công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dán đấy thì nó sẽ là các bác lên cho em là keo đa năng xanh nhá. Keo này đa năng xanh, giá sẽ là 20k một típ và 50k là bằng 3 cái luôn, bằng 3 típ luôn các bác nhá. Keo đa năng xanh. Ngoài ra thì bên shop cũng có cho các bác cái keo đa năng màu vàng như này. Lên cho em là keo vàng nhá, keo vàng. Hàng này thì nó sẽ là của Thái Lan và cái này thì sẽ là 20k trên 3 típ nhá. 20k trên 3 típ như này. Và con này thì nó cũng là dòng keo dính đa năng luôn. Các bác có thể dính quần, dính áo, dính đồ trang sức, giày dép, rồi đồ gỗ, đồ sành, đồ sứ đều được hết nhá. Hàng của Thái Lan. Và con này sẽ là 20.000 trên 3 típ. Thì các bác lên cho em là keo vàng nhá, keo vàng.
Còn cái kia nó là keo đa năng xanh 20.000 một típ. Còn con này thì sẽ là keo vàng và 20.000 một típ. Đó, đây, made in Thái Lan các bác này. Đó, sản xuất ở Thái Lan nhá. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là kia, các bác lên mã giúp cho em đó là kia bộ lục giác 7 màu nhá, lục giác 7 màu. Đấy, hàng của thương hiệu Tajima, made in Japan các bác này. Đó, Tajima made in Japan. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 9 cây và kích thước của nó sẽ là từ 1 đến 10 nhá, từ 1.5 đến 10. Đó. Và 2 4 6 8 9 cây tất cả như này. Đấy, lên cho em là bộ lục giác 7 màu nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 cho một bộ lục giác 7 màu như này. 190.000 các bác nhá. Giá của nó sẽ là 90.000 các bạn. Đấy, giá của nó sẽ là 90.000 cho một cái bộ lục giác 7 màu này thôi. Đấy, đợt này hàng sẽ về cho các bác giá cực kỳ là tốt luôn. Lục giác 7 màu nhá, giá chỉ có 90 cành thôi. Đấy. Qua lên cho em là lục giác 7 màu này. Lục giác 7 màu, giá của nó sẽ là 90.000. Đó, 90.000 cho một cái bộ lục giác 7 màu như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kìm bấm cúc nhá. Chọn bộ cho các bác thì sẽ là bao gồm cho các bác là kìm rồi các cái thiết bị để các bác bấm như này. Đấy, các cái đầu cúc như này giá thì chỉ có 40 cành thôi. Ví dụ như là các bác sử dụng mà các cái đồ như là quần áo mình bị mất cúc này, hoặc là bị lỏng, bị bong này. Đó, thì các bác dùng cái kìm bấm này cho em, rất là tiện và cách sử dụng cũng rất là dễ dàng thôi. Lên cho em là kìm bấm cúc, giá sẽ là 40.000 nhá. Kìm bấm cúc này, kìm bấm cúc giá của nó sẽ là 40.000. Đây, em sẽ có cái video thực tế luôn. Đây các bác này, đấy khi mình sử dụng thì nó rất là tiện thôi. Đấy, các bác có muốn ghim đồ vải này hoặc là giày dép này đều được hết nhá. Đấy, các bác thấy không? Đấy, chỉ cần bấm vào này là xong. Đó, nó rất là tiện ích nhá. Đấy, quần bò cứng cũng đều ghim được hết, rất là tiện các bác thấy không? Đấy. Giày dép rồi các bác cần phải bấm ghim mà các cái khu vực nào cũng đều được hết nhá. Chăn màn quần áo. Đấy, nó sẽ có sẵn đủ bộ cho các bác luôn, về mình chỉ việc lắp vào là mình bấm thôi. Đó, và nó sẽ có hai phần. Một phần là âm và một phần là dương, các bác cho vào là mình bấm rất là đơn giản. Giá thì chỉ có cho các bác là 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái kéo cắt gà nhé. Thì bên shop có hai mẫu. Một là mẫu kéo gà của Nhật, hai là mẫu kéo gà của Đức. Đấy, cái con của Nhật này thì nó sẽ là hàng to. Đây, Japan các bác này. Đấy. Còn con của Đức này thì nó sẽ là hàng nhỏ hơn một chút thôi. Đấy, còn hai con này thì đều sắc bén như nhau và công năng đều như nhau. Đấy, thứ nhất là có phần khuyết này, các bác dùng để cắt gà, cắt cá này, cắt thực phẩm, cắt thức ăn, cắt nem này. Thứ hai là các bác dùng để kẹp cua gẹ, và thứ ba là các bác dùng để có cái phần vân răng cưa này, các bác dùng để đánh vảy cá cho em. Đấy. Con của Nhật thì nó sẽ to và chắc chắn hơn, còn con của Đức thì nó sẽ nhỏ hơn một chút. Đấy, con to thì các bác sẽ cắt được những cái con gà to hơn nhá. Đây các bác này. Đó, thì tiền nào của đấy thôi. Đấy, thì các bác có nhu cầu sử dụng con nào cũng được. Con của Đức này thì chỉ có 90.000 thôi. Và con của Nhật này sẽ là 130 nhá, 130. Rất là to luôn. Cầm thì cực kỳ là đầm và chắc tay nhá. Các bác có thể dùng để cắt gà, cắt cá, cắt thực phẩm, cắt thức ăn đều ok hết nhá. Lên cho em là kéo gà thì nó sẽ có hai mẫu. Kéo gà của Đức thì sẽ là 90.000 và kéo gà của Nhật sẽ là 130.000. Đó. Lên cho em là kéo gà nhá. Kéo gà thì Đức sẽ là 90.000 và của Nhật thì sẽ là 130.000 nhá. 130.000. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em là kéo gà. Một là kéo gà Đức, hai là kéo gà Nhật. Nhật thì sẽ là dòng kéo to và Đức là kéo nhỏ nhá. Đó, đây. Hàng của Japan và của Germany các bác này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái giấy lau giày nhá. Giấy lau giày một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 30 tờ để các bác chuyên để dùng để lau giày, lau gọi là lau giày rồi lau bàn, lau ghế cũng được. Đấy, tại vì nó sẽ có sẵn cho các bác là xà bông ở đây rồi. Đấy, xà bông tẩy ở đây và nó sẽ là hàng từ tự nhiên, rất là an toàn với người sử dụng và rất là tốt luôn. Thì nó sẽ là 20.000 trên một gói như này. Còn mua từ 3 gói thì sẽ là 50.000 nhá. 3 gói là bằng 50.000. Đó, thì các bác cứ mua 3 gói 50.000 này dùng cả năm luôn. 3 gói 50.000 này dùng cả năm luôn. Chuyên để các bác lau giày hoặc là lau bàn, lau ghế, lau các cái phần mặt kính thì cực kỳ sạch luôn, không để lại vết nhá. Đó. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này. Đấy. Thì ví dụ như là các bác dùng thì đấy, mình chỉ đi về mình chỉ lau đi cho em là xong. Đấy, ở đây nó sẽ có sẵn xà bông cho các bác rồi. Khi mình lau thì nó khá là sạch nhá. Đấy, giày trắng, giày đen rồi. Giày có các cái vết bẩn đi về mình chỉ việc lau đi là xong. Bình thường nếu mà các bác sử dụng ấy thì mình giặt thì nó sẽ rất là nhanh hỏng, nhưng mà mình lau như này thì rất là ok. Đấy, và giá rất hợp lý cho bác luôn nhá. Chỉ có 20.000 một túi 30 tờ.
Còn lại nếu các bác mua combo thì 50.000 cho 3 túi. Cảm nó đi. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Chào các bác, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra công ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200 cành trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên hôm nay bên shop về cho bác đó là cái nồi cơm nhá, thì nó sẽ có cho các bác là hai mẫu, nồi của Cúc Cu và nồi của Sáp. Thì nồi của Sáp thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Thái Lan và nồi Cúc Cu thì nó sẽ là hàng sản xuất của Hàn Quốc nhá, nồi Cúc Cu của Hàn Quốc. Thì đầu tiên em lên cho bác cái nồi của Sáp trước qua này. Đấy. Đơn hàng từ 200 cành trở lên bên em sẽ bao ship, các bác cứ mua đủ 200.000 là được bao ship thôi, nó đơn giản với tôi các bác nhá. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái nồi của Sáp này. Đấy, nồi của Sáp các bác nhá. Đó, nồi của Sáp đây. Và rất chất lượng cho các bác luôn. Con nồi của Sáp này thì đây là cái vỏ của nó này. Đấy. Của nó sẽ là 900W này, 900W sử dụng là điện 220V, công suất của nó là 1,8 lít nhá. 1,8 lít. Hàng thì nó sẽ là hàng của Sáp nhá, hàng của Sáp. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Ở đây thì giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là nồi Sáp nhá. Giá của nó sẽ là 500.000 và bao ship này. Đấy, lên cho em là nồi cơm Sáp nhá. Nồi cơm Sáp này, giá của nó sẽ là 500k nhá. 500k và bao ship tận nhà cho bác luôn. 500.000 trong con nồi cơm như này. Bao ship đến tận nhà, các bác có thể là nhận hàng, kiểm tra và thanh toán giúp cho em. Thì sản phẩm nó sẽ là một cái mẫu nồi, nồi như này. Và màu của nó sẽ là màu đen nhá. Màu của nó là màu đen. Đây. Đấy, đây các bạn này. À, 900W 1.8 sử dụng điện 220V. Màu là màu đen nhá, rất là đẹp các bạn này. Các bác nhấn lấy ra cho em này, mở ra này. Ở trong thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái khay như này, một cái khay hấp này. Một khay hấp này. Tiếp theo là đến cho các bác là một cái môi này, một cái môi rất là đẹp luôn. Con này thì rất là đẹp, môi rất là đẹp nhá, cứng cáp và chống dính nhá. Tiếp theo là một cái ô đong gạo này, một ô đong gạo này. Tiếp theo nữa là cái dây cắm này, dây cắm nguồn này. Đấy, rồi nó sẽ là một con mâm rất là dày luôn nhá. Dày cong cong này các bác này. Đấy. Khá là dày luôn, dày cong cong này các bác này. Đấy. Con này các bác nấu cơm thì cực kỳ là ngon luôn nhá. Đấy, nồi của nó là sẽ thuộc dạng là nồi kiểu nồi niêu như này. Nồi niêu ôm vòm như này thì giữ nhiệt tốt này, giữ nhiệt tốt. Mâm thì rất là dày luôn. Đấy. Nồi bằng nhôm nhá, nồi bằng nhôm rất là dày luôn. Và mâm của nó cũng khá là chắc chắn và dày dẫn nhá. Đấy, mâm khá chắc chắn dày dẫn này. Mâm của nó là khá chắc chắn và dày dẫn cho các bác luôn. Đấy. Và của nó là dòng quai sách như này thì các bác yên tâm sử dụng nhá. Quai sách này, hàng thương hiệu Sáp này. Đấy, hàng thương hiệu Sáp nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Các bác chỉ cần kéo lẫy này cho em là xong này. Kéo lẫy này là xong. Đó, nồi của Sáp rất là ngon lành như này, hàng có thương hiệu. Đây, mở nắp ra các bác này. Đấy. Giòn riếc cực kỳ là ngon luôn. Khi dùng thì chỉ cần nhấn lẫy này cho em là xong. Đó, chín thì nó sẽ dơ le, nó sẽ tự nảy nhá. Đó. Dung tích của nó thì sẽ là 1.8 lít nhá, 1.8 lít. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý thôi. Lên mã giúp cho em đó là nồi cơm Sáp nhá. Nồi cơm Sáp. Giá của nó sẽ là 500.000. 500.000 cho một em nồi cơm Sáp như này. Rất là ngon lành, cành đào cho các bác sử dụng để mình nấu nướng trong cái sinh hoạt hàng ngày nhá. Đấy, lên cho em là nồi cơm Sáp. Vỏ của nó thì bằng nhựa ABS nhá. Bằng nhựa ABS, giữ nhiệt tốt và rất là bền chắc chắn cho bác luôn. Màu đen. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu nồi Cúc Cu nhá. Hàng thương hiệu Cúc Cu. Và hàng này thì nó sẽ là sản xuất tại Hàn Quốc nhá. Made in Korea này. Đấy, made in Korea, hàng sản xuất tại Hàn Quốc. Đấy, và con này thì nó sẽ là 1.8 lít nhá, 1,8 lít này. Đấy, nó cũng giống như con nồi ấy thôi, giống như con nồi Cúc, con nồi Sáp thôi. Đấy, nhưng mà dòng này thì nó sẽ là nồi của Cúc Cu nhá, nồi của Cúc Cu. Đó, và cũng là dòng lẫy đóng ngắt này các bạn này, lẫy đóng ngắt thế này. Rất đẹp cho các bác luôn, hàng của thương hiệu Cúc Cu của Hàn Quốc nhá. Sản xuất tại Hàn Quốc, cũng sử dụng điện 220V. Đấy, ở đây mâm miếc của nó cũng khá là dày luôn. Con này mâm rất là dày và con này thì nó sẽ không có cái đây, rất là dày các bạn này. Đấy. Rất là dày luôn. Rất dày nhá. Đấy, tiếng kêu của nó rất là đã luôn, cũng có môi nhá. Con này thì nó sẽ không có khay hấp đâu. Đấy, con nồi của thằng Cúc Cu này thì không có khay hấp nhá và khá là dày dẫn luôn. Mâm cũng rất là ôm như này các bạn này. Đấy, mâm rất là ôm. Đấy, nói chung là cũng là khá là dày dẫn và đẹp. Và cũng như cái mẫu bên kia, đấy, mẫu của Sáp nhưng mà nó hàng này thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc nhé. Còn con Sáp thì nó sẽ là nồi của Nhật. Đấy, nồi của Nhật, còn con này thì của Hàn Quốc. Cũng quai sách, quai đeo như này, rất đẹp cho các bác luôn. Đây, Korea vào đây. Đấy, Korea nhá, rất chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã cho em là nồi cơm Cúc Cu nhá. Đấy, nồi cơm Cúc Cu. Giá của nó sẽ là 500.000. Đấy, 500.000. Nồi Sáp thì sẽ là, à nồi Sáp là 500, còn nồi Cúc Cu. Lên cho em là nồi Cúc Cu nhá. Nồi Cúc Cu này. Nồi Cúc Cu giá của nó sẽ là 495k nhá, 495k cho con nồi Cúc Cu. Đấy, còn con nồi Sáp thì giá của nó sẽ là 500.000. Đấy, 500.000.
hai con này thì chỉ lệch nhau có 5.000 thôi, thì các bác lấy con nào thì lấy thôi nhá. Đó, con nồi của Sáp đây, các bác lên cho em là nồi của Sáp nhá. Nồi Sáp thì sẽ là 500, và nồi Cúc Cu này thì sẽ là 495.000 các bác nhá, 495.000. Đó thì các bác muốn lấy mã nào thì lấy. Hello, chào các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng dưới 200 thì các bác lưu ý là cộng thêm cho em 30.000 tiền ship. Đó. Và đơn hàng dưới 1 triệu thì bên em sẽ gửi ship code, còn trên 1 triệu thì các bác chuyển cọc trước cho em để em soạn đơn cho các bác nhá. Đó, còn nếu mà không thì các bác cứ mua dưới 1 triệu là được. Bên em cũng không có yêu cầu là phải cọc, nhưng mà các bác lấy nhiều thì bắt buộc phải cọc, có vậy thôi. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho bác cái bình nhiệt hàng của quân đội Mỹ nhá. Hàng này thì siêu chất lượng cho các bác rồi. Đó. Dung tích của nó sẽ là 1,5 lít. Con này thì giữ lạnh là 36 tiếng này. Đấy, và giữ nóng là 24 giờ các bác nhá. Đấy, con này thì cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Và bên shop về thì nó sẽ có cho các bác là 3 màu. Đấy. Nguyên cái này sẽ là một cái nắp, con này sẽ là một cái nắp này. Và nắp sẽ làm cốc luôn. Và đây nó sẽ là cái phần nắp có gioăng để giữ nhiệt này. Và đây nó sẽ là một cái lưới lọc cực kỳ là mịn luôn. Thì để các bác có thể pha trà, pha cà phê hoặc là pha các cái loại nước uống vào đây. Và trong này của nó thì nó sẽ là dòng inox 304 nhá, Su 304. Dòng này của nó thì nó sẽ là hàng hai lớp hút chân không. Đấy, và giữ nhiệt siêu tốt cho các bác luôn. Giữ nhiệt, giữ nóng, giữ lạnh cực kỳ tốt luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000 nhá, 170.000. Còn riêng cái con màu xanh quân đội này thì giá của nó sẽ là 190.000 cho con màu xanh quân đội như này. Đấy, con màu xanh quân đội này thì giá của nó sẽ là 190.000. Và dung tích của nó sẽ là 1,5 lít nhá. Giá sẽ là 190k cho con màu xanh quân đội như này. Đó, thì đây. Qua lên cho em là bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Màu xanh quân đội sẽ là 190.000, còn các màu khác thì sẽ là 170.000. Các màu khác thì sẽ là 170.000. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là 4 màu này. Đầu tiên nó sẽ là màu đỏ này. Đấy. Màu đỏ này, màu inox này. Màu xanh đậm này. Đấy. Màu xanh đậm, màu xanh quân đội nhá, màu xanh đậm và màu xanh quân đội. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác tổng thể là 4 màu như này các nhá. Đấy, sẽ có tổng thể cho các bác là 4 màu như này, thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Thì ba cái màu đầu tiên này thì giá của nó sẽ là 170.000, còn riêng cái màu xanh quân đội này thì nó sẽ là 190.000 các bác nhá. Mã sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái ly vàng các bác này. Đấy, ly vàng. Thì con này bên shop sẽ bán cho các bác cái combo nó sẽ là 30.000 một chiếc nhá, 30.000 một chiếc, và các bác có thể lấy 1 2 3 4 5 6 tùy theo. Nhưng mà các bác nên mua 6 cái các bạn, 6 cái thì các bác có thể là dùng để làm chén uống trà này, uống rượu này, hoặc là các bác dùng làm đồ thờ cũng được, dùng làm đồ thờ rất là đẹp, thì tùy theo nhu cầu mục đích của các bác. Hàng này của nó thì nó chỉ nhỏ bằng hai ngón tay này thôi các bác nhá, nhỏ bằng hai ngón tay. Cái miệng này của nó thì khoảng 2 cm và chiều cao của nó thì vào khoảng là 5 cm nhá, chiều qua khoảng 5 cm. Con này các bác dùng để làm chén thờ thì cực kỳ là đẹp. Hoặc là các bác dùng để mình anh em nhậu thì mình uống rượu, những cái ly nhỏ như này thì dùng nó rất là đã các bác, dùng nó rất là đã. Đấy, nó vừa xinh các bác nhá, vừa xinh. Và cái này của nó thì nó sẽ mỏng thôi, nó không dày đâu. Đấy, chất liệu của nó thì là bằng đồng nhá, bằng đồng mạ vàng rất là đẹp. Thì các bác lên cho em là ly đồng nhá, lên cho em là ly đồng. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 cho một chiếc ly đồng như này nhá. Đấy, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là ly đồng, giá sẽ là 30k. Đó, lên cho em là ly đồng này. Ly đồng, giá của nó sẽ là 30k một chiếc nhá. 30.000 cho một chiếc ly đồng như này. Đấy, giá thì khá là hợp lý cho các bác rồi. Màu sắc đẹp. Đấy, màu vàng rất là đẹp cho các bác luôn. Đấy. Một cái màu vàng cực kỳ đẹp các này. Đấy, màu vàng rất là đẹp luôn nhá. Đó, màu vàng rất là đẹp luôn. Và rất là nhỏ gọn xinh xắn, thì các bác có thể dùng để mình uống trà này, uống rượu này, hoặc là dùng làm ly thờ rất là đẹp, trang trí đề co cũng được. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái đồng hồ. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ kìm đa năng nhá. Đấy, đồng hồ vạn năng. Lên cho em là đồng hồ vạn năng thì nó sẽ là một con đồng hồ như này. Đó, một con đồng hồ như này, và con này thì sẽ là có đo ôm, đo trở kháng, rồi nói chung là đo ampere đầy đủ các cái thông số cho các bác luôn. Đó, sẽ có cho các bác một cục pin của hãng như này này, kèm thêm cho các bác là các cái chân đo như này. Thì con này các bác dùng để kẹp dòng này. Đấy. Lên cho em là đồng hồ kẹp dòng nhá, đồng hồ kẹp dòng. Đấy, đồng hồ kẹp dòng, và giá của nó sẽ là 230.000. 230.000 cho một con đồng hồ kẹp dòng như này. Con này thì rất tiện để cho các bác làm thợ điện, thì các bác biết rồi. Các bác làm thợ điện thì bắt buộc phải có con này để mình sử dụng, và cái giá thì
Bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá siêu hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ kẹp dòng. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 230.000 cho một con đồng hồ kẹp dòng như này các bác nhá. Đấy, lên cho em là đồng hồ kẹp dòng. Giá sẽ là 230k. Đó. Các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ kẹp dòng, giá sẽ là 230.000 nhá, 230.000. Đấy. Lên mã giúp cho em là đồng hồ này. Đồng hồ kẹp nhá, đồng hồ kẹp dòng nhá, đồng hồ kẹp dòng. Giá sẽ là 230k và bao ship cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em đó là cái kìm FO nhá, kìm FO. Đó, lên cho em là kìm FO này. Đấy, kìm FO, lên cho em là kìm FO bạc nhá, kìm FO bạc. Chiều dài của nó là 22 cm, hàng của Nhật đấy, Japan các bác này. Đó, Japan 22 cm. Con này thì giá sẽ là 190.000. Thì con này chức năng của nó thứ nhất là bấm cốt này. Đấy, rồi tuốt dây này, rồi là cắt dây này, vặn ốc này, rồi xoắn dây đa di năng luôn. Đó, một con kìm cực kỳ là xịn sò và chất lượng như này. Chiều dài của nó là 22 cm. Đấy, và hàng này của nó thì nó sẽ là hàng của thương hiệu FO của Nhật nhá. Hàng này thì cực chất cho các bác rồi. Và cái giá thì các bác lên mã giúp cho em là kìm bạc FO nhá. Kìm bạc FO này, kìm FO bạc này, kìm FO bạc. Giá của nó sẽ là 190k nhá. Đấy, kìm FO bạc, giá sẽ là 190.000 cho con kìm đầu bằng như này. Kìm đầu bằng FO bạc như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là viên thả bồn cầu nhá. Viên thả một bọc bồn cầu. Một hộ gói này của nó thì sẽ là có cho các bác là 10 viên. Đấy, và mỗi viên này thì các bác dùng cho em trong vòng khoảng là 1 tháng hoặc là khoảng là từ 15 ngày đến 1 tháng nhá, tùy theo. Đấy, 15 ngày đến 1 tháng. Đấy, 20 ngày đến 1 tháng tùy theo cái mức độ xả nhiều hay ít, đông người sử dụng hay là ít người sử dụng các bác nhá. Đó. Và con này thì nó siêu thơm luôn. Đấy, thì nó sẽ có các cái chức năng, thứ nhất là sạch này. Đấy, thứ nhất là sạch này. Đấy, tẩy sạch này. Sạch tẩy này. Đấy, thứ hai là thơm này. Đấy, thơm này. Và thứ ba là diệt khuẩn này. Có diệt khuẩn nhá. Đấy, thơm sạch và diệt khuẩn. Giá thì sẽ là 15k, 15k. Lên mã giúp cho em đó là túi thả bồn cầu nhá. Túi thả bồn cầu. Túi thả bồn cầu. Túi thả bồn cầu, giá của nó sẽ là 15.000. 15.000 cho một túi như này, bao gồm cho các bác là 10 viên, sạch, thơm và diệt khuẩn các bác nhá. Rất tiện ích cho các bác luôn. Về nhà các bác cứ thế là mình thả vào cái lọ bồn cầu và cái bồn cầu nhà vệ sinh cho ra là xong. Và khi xả ra thì cái nước nó sẽ là màu xanh, vừa sạch đẹp vừa diệt khuẩn rất là tốt các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái tẩy xanh đa năng nhá. Đấy, lên cho em là tẩy xanh. Đấy, lên cho em là tẩy xanh, giá thì sẽ là 25k. Đó, tẩy xanh. Giá của nó sẽ là 25k cho một cái hộp tẩy xanh như này. Cái này thì các bác chuyên dùng để mình tẩy xoong nồi hoặc là tẩy vành bánh ô tô cũng rất là ok nhá. Đấy, tẩy ô tô và tẩy vành bánh rồi tẩy vỏ bên ngoài của ô tô. Đấy, và cực sạch luôn. Giá sẽ là 25.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái bộ khẩu 12 chi tiết nhá. Các bác lên cho em là khẩu 12 chi tiết. Một cái bộ khẩu như này mà giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 160.000 thôi. Giá này là giá cực kỳ là tốt cho các bác rồi. Đấy, các bác cũng chả đi đâu mà mua được một cái bộ khẩu như này. Bao gồm cho các bác là 12 chi tiết thì sẽ bao gồm là một khẩu này một tay công nhá, một khẩu một tay công nối dài như này. Đấy, một tay nối dài, một tay công, con này có xoáy nhanh, có đảo chiều luôn. Và sẽ kèm cho các bác là 10 đầu khẩu từ 8 đến 22 nhá, từ 8 đến 24. Đó, từ 8 đến 24, 2 4 6 8 10 nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đó, 10 đầu khẩu như này. Chất thép của nó thì nó sẽ là thuộc dạng là thép CRV nhá, cực kỳ là tiện ích cho các bác luôn. Hàng sáng bóng đẹp, thép CRV như này. Các bác chỉ cần là sập lẫy này cho em là xong này. Đấy. Sập này cho em là xong, là mình sử dụng thôi. Rất tiện ích cho các bác luôn. Đó, có xoáy nhanh, có đảo chiều. Các bác không thích dùng tay nối dài này thì các bác có thể dùng trực tiếp cho em đây. Đấy, những cái nào cần dùng trực tiếp thì các bác lắp trực tiếp vào cho em như này. Anh em có thể dùng để làm thợ, làm nghề sửa chữa, lắp đặt rất là ok. Đấy, bây giờ bình thường nếu các bác mua một con tay công như này nhá, cũng đã phải mất 120 đến 150 rồi. Đây mà chọn bộ khẩu như này, chọn một cái bộ khẩu đẹp mê ly như này nhá, đẹp mê ly như này. Chất liệu của nó là thép CRV các bác này. Đấy, các bác nghe tiếng thép kêu đã thấy thích rồi. Đó, mà giá chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. 160.000 trong một cái bộ khẩu 12 chi tiết như này. Hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng này thì cái giá rất là hợp lý cho các bác luôn nhá. Đấy. Lên cho em là bộ khẩu 12 chi tiết nhá. Đấy, khẩu 12 chi tiết, giá sẽ là 160k. Đó, lên cho em là khẩu 12 này. Khẩu 12 chi tiết, giá sẽ là 160 cành nhá. 160 cành, giá siêu tốt cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái súng thư giãn nhá. Các bác lên cho em là súng thư giãn. Đấy, con này thì
Một cái súng như này thì sẽ bao gồm cho các bác là 4 đầu massage nhá, 4 đầu massage và một tay súng như này. Con này thì nó sẽ là motor quấn đồng và động cơ không chổi than nhá. Đấy, dùng cực kỳ là khỏe luôn. Đấy các bác lắp cái đầu này cho em này. Nó sẽ có cho các bác là 4 đầu massage này, các bác bật thì giữ lì này chưa? Giữ lì này và nó sẽ có 6 cấp độ rung nhá. Đây các bác này. Đây, nó sản xuất này. Đó. Rung rất là mạnh luôn. Rung rất là mạnh luôn. Rung rất là mạnh luôn. Thì các bác có thể dùng để massage các cái bó cơ này, để massage các bó cơ, massage cổ, vai, gáy, dây đốt sống lưng, rồi nói chung là rất là đa chức năng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là súng thư giãn nhá. Nó hình khẩu súng như này. Đấy, cho nên các bác lên cho em là súng thư giãn. Giá thì chỉ có cho các bác là 170.000 thôi. 170.000 cho một con súng thư giãn như này thôi. Giá này là giá quá rẻ cho các bác rồi nhá. Đấy, giá này gần như bán là bán giao lưu cho các bác thôi, chứ còn nếu mà nói về lợi nhuận thì gần như là cũng chả được đáng bao nhiêu đâu các bác nhá. Đó. Và nó hình khẩu súng như này các bác này, hình khẩu súng như này. Đấy, các bác nghe em mô phỏng nhá, hình khẩu súng như này. Đó, cho nên các bác lên cho em là súng thư giãn nhá. Đó, súng thư giãn. Lên đúng tên cho em để tại vì bên shop rất là nhiều mã. Giá sẽ là 170.000 cho con súng thư giãn như này nhá. 170.000. Đấy, thì lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tiếp theo thì đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200 cộng thêm cho em 30.000 ship nhá. Đấy, và tiếp theo em lên cho các bác cái mỏ hàn, hàng của Nhật nhá, made in Japan. Hàng này thì nó sẽ là hàng Nhật xuất, sử dụng điện 220V và công suất của nó sẽ là 150W nhá. Điện 220V công suất là 150W. Về nhà thì các bác lắp cái lẫy này vào đây cho em này. Đấy, sập cái lẫy này vào cho em, cho đó thì các bác cho cái quận thiếc vào đây và xỏ qua cái lỗ phễu màu hồng này, màu cam này. Sau đó các bác bóp thì cái thiếc nó sẽ ra di chuyển ra cái đầu này. Rất là tiện ích các bác này. Đó, và các bác bóp vào đây thì nó sẽ là thiếc nó sẽ nối vào cái đầu này luôn, mà các bác tự hàn thôi. Nó rất là tiện ích, dây tương đối là dài, phù hợp cho các bác sử dụng để làm thợ làm nghề cũng rất là tiện ích nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi, 130.000 cho mấy con mỏ hàn thiếc như này. Đấy. Các bác lên cho em là mỏ hàn xanh nhá, mỏ hàn xanh, hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan này. Đấy, điện 220V, công suất của nó sẽ là 150W nhá, 150W, hàng made in Japan. Đó. Lên mã giúp cho em đó là mỏ hàn xanh nhá, mỏ hàn xanh. Mỏ hàn xanh, giá của nó sẽ là 130 cành. 130 cành cho con mỏ hàn xanh như này. Giá cực kỳ tốt cho các bác luôn, 150W nhá. Made in Japan con này. Đó, hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái khay mứt các bác nhá, khay mứt như này. Đó. Con này thì khi các bác mở thì các bác xoáy như này cho em này. Đấy. Xoáy như này cho em là nó sẽ bung ra nhá. Đấy. Các bác xoáy này cho em là nó sẽ bung ra. Đấy. Đấy. Xoáy như này là sẽ bung ra này. Đấy. Và các bác ấn như này thì nó ấn như này thì mình lại xoáy vào. Đó. Ấn này xoáy vào, còn khi xoáy ra thì mình xoáy này nó sẽ bung ra. Đó. Ở đây của nó thì nó sẽ là combo cho các bác là bên trên là 5 ngăn này. Bên trên 5 ngăn và bên dưới là 5 ngăn nữa, là tổng là có 10 ngăn. Thì các bác có thể dùng để mình đựng hạt rẻ, đựng hướng dương, được các loại hạt đây các bác này. Đấy, nó rất là đẹp như này. Hàng thì cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn, cực kỳ cao cấp, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Bánh kẹo, hạt dưa, hướng dương này, hạt rẻ này. Đấy, mứt tết này, rất là ok luôn nhá. Đấy, lên cho em là khay mứt tết nhá. Con này thì rất tiện ích các bác này. Đấy. Xoáy vào như này là xong. Đấy, mở ra thì các bác xoay này nó sẽ ra này. Đấy, rất là gọn gàng nhá. Đấy, cực kỳ là dễ sử dụng luôn. Khi các bác cho vào ấy, khi các bác cho vào thì nó bị kẹt lẫy thì các bác sập cái này cho em. Đấy. Nguyên tắc của nó là các bác phải sập cái này xuống nhá. Đấy, phải sập cái này xuống thì mình mới xoáy vào được. Đấy, nó rất là dễ sử dụng thôi. Đó, xoáy ra thế là rất là ngon luôn nhá. Đó. Nó có cái lẫy này, khi các bác cho xuống thì sập cái lẫy này cho em. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là khay mứt tết nhá, khay mứt tết này. Đó. Khay mứt này. Đó, lên cho em là khay mứt là được rồi. Giá sẽ là 160k. 160k cho một cái con khay mứt 2 tầng, 2 tầng và có 5 ngăn như này, rất đẹp. Ưu điểm của con này nó rất là kín đáo nhá, khi các bác không ăn không sử dụng nữa thì đậy vào nó vừa là khỏi bị mất hơi và vừa là khi mình sử dụng thì nó sẽ không bị gọi là không bị ruồi muỗi kiến dán nhá. Đó, hàng rất chất lượng đựng trong một cái hộp như này. Giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác luôn, chỉ có cho các bác là 160k thôi. Khay mứt 160.000 đựng trong cái hộp cực kỳ chất lượng như này, hàng rất cao cấp cho các bác luôn nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia. Các bác lên mã giúp cho em đó là
ba lô du lịch vải nhá. Đấy, bên em có hai loại, một loại là bằng vải và một loại là bằng da. Kích thước thì nó sẽ là đều như nhau. Đấy, nó sẽ dài khoảng là 40-45 cm. Đấy, 45 gần 50. Và chiều cao của nó thì là 25 và chiều rộng là 20 nhá. Đó. Nó sẽ là một con ba lô như này. Khi giở ra thì nó khá là to luôn nhá. Đó. Đằng trước có hai ngăn này. Đấy. Tiếp theo là bên hông là có một ngăn để các bác để giày nhá. Đấy, có một ngăn có túi bóng luôn. Túi bóng để các bác đựng giày vào đây. Đấy, đôi giày, đôi dép các bác bỏ vào đây cho em, nó rất là tiện này. Đấy, đôi giày, đôi dép bỏ vào đây. Đó. Và nó sẽ thêm cho các bác là đằng sau nó sẽ có các cái ngăn phụ nữa này. Đấy, một ngăn phụ nhỏ và các bác có thể cái lỗ này để các bác treo vào cái vali kéo này. Và bên hông này một ngăn phụ nữa này, một ngăn phụ nữa. Đó. Rất là nhiều ngăn luôn. Và giá thì sẽ là 120 cành cho con ba lô vải như này nhá. Lên cho em là ba lô vải, giá sẽ là 120.000 thôi. 120.000 một chiếc. Lên cho em là ba lô vải nhá, ba lô vải. Giá sẽ là 120.000. Và ngoài ra thì bên shop có cả con bằng da nữa. Con bằng da thì giá của nó sẽ cao hơn một chút, là 130.000. Thì tùy theo các bác muốn lấy loại nào thì lấy. Con này thì các bác lên cho em là ba lô du lịch vải nhá, ba lô du lịch vải chống nước luôn. Đó. Ba lô vải này. Ba lô vải, giá của nó sẽ là 120k. 120.000 cho con ba lô vải như này. Rồi, ok. Hello các bác nhá, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác nào mua dưới 200 thì cộng cho em 30.000 ship nữa vào đấy các bác nhá. Đấy, vui vẻ hoan hỉ các bác nhá. Đấy, vui vẻ hoan hỉ các bác, đừng có ý kiến. Đấy thì cứ mua 200 thôi, đơn hàng chỉ có 200 trở lên là bên em bao ship rồi. Cho nên là các bác đừng có mặc cả là 70-80.000, 90.000 có bao ship không, nó rất là mất công. Đó. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là kia ấm siêu tốc Đức nhá. Hàng này của thương hiệu Mega House của Đức này, Mega House của Đức. Con này nó sẽ là một cái dòng ấm siêu tốc kèm bình nước luôn. Đấy. Thì các bác có thể cho trà, cho cà phê, cho các loại đồ uống vào đây, các loại đồ uống vào đây. Cho vào đây sau đó thì mình đặt lên là mình đun sôi thôi, đun sôi trực tiếp là mình uống luôn các bác nhá. Bê ra là coi như là một cái bình uống nước luôn, không cần phải lòng hoàng mất thời gian rót ra rót vào nhá. Ví dụ các bác đun cái ấm siêu tốc bình thường thì lại phải rót từ cái nọ sang cái kia, rất mất công. Buổi sáng các bác cho em tí lá lẩu các thứ linh tinh vào đây, sau đó thì mình đun lên thế là mình uống rồi, rất là tiện ích luôn. Hàng của thương hiệu Mega House này, công suất của nó là 2000W nhá, 2000W luôn. Đấy, dung tích 1.8L, sử dụng điện 220V. Đây, thông số rất rõ ràng luôn nhá, thương hiệu Mega House. Đó. Và đây là cái đế đun của nó đây, cái đế đun của nó đây. Con này là cái đế đun của nó đây, rất chất lượng cho các bác luôn. Đó. Rất chất lượng, rất ngon lành cành đào nhá, dung tích 1.8L bằng kính cường lực nhá, bằng kính cường lực đó. Lưu ý các bác là nhận hàng kiểm tra thanh toán nhá. Còn khi mà các bác nhận hàng rồi là hàng có lỗi vỡ hỏng gì thì bên em không có chịu trách nhiệm đâu. Vỡ là bên em không chịu trách nhiệm đâu. Nếu các bác đã nhận hàng rồi, còn là hỏng thì hoặc lỗi thì bên em có bảo hành. Còn là các bác nhận hàng rồi mà ví dụ như là hàng vỡ hàng viếc là bên em không có bảo hành đâu. Tại vì là nhận hàng thì kiểm tra với ship, lỗi vỡ em cho hàng về luôn. Đấy, rồi các bác nhận rồi các bác ý kiến thì nó khó lắm. Lên cho em là ấm siêu tốc Đức nhá. Đấy, siêu tốc Đức này. Ấm siêu tốc Đức, giá của nó sẽ là 290 cành nhá. 290k bao ship tại nhà cho bác luôn, nhận hàng đun thử thanh toán. Tiếp theo bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn cầm tay nhá, đèn cầm tay. Con này thì giá của nó sẽ là 100k cho một con đèn cầm tay như này, 100.000 cho một con đèn cầm tay như này thôi. Đấy, giá rất hợp lý cho bác luôn. Con này thì sẽ là có 3 mẫu đèn này. Một là con đèn gần này, hai là con đèn pha như này, và ba là một con đèn dọi nhá. Con này dọi xa, cũng dọi khá là xa luôn và điểm sáng của nó rất là lớn nhá. Đấy. Và nó sẽ có cho các bác là một cổng sạc da nữa này, và có cả tấm pin năng lượng mặt trời. Nói chung con này đa chức năng luôn, dùng rất là tiện này. Đấy, sáng mạnh sáng vừa nhấp nháy này. Đấy, rất là nhiều các cái mẫu đèn khác nhau luôn. Đó. Đèn led này có này, đèn cầu có này, và đèn pha dọi có này. Có báo pin, có sạc da, có báo pin, có sạc da nhá, và có pin năng lượng mặt trời này. Đấy, nó đang nháy nháy này là có pin năng lượng mặt trời này. Đấy, theo rất tiện ích luôn. Thì con này giá chỉ có 100 cành thôi. Và các bác dùng để mình ăn cơm ăn nước hoặc sử dụng đi lại, nói chung là rất là tiện. Đa di năng, giá thì chỉ có 100k thôi nhá, rất hợp lý cho các bác luôn. Anh em các bác lên mã giúp cho em là đèn cầm tay, giá sẽ là 100.000 nhá. Đấy, cầm tay cái vòi đơn ra đây. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái vòi nước nhá. Thì nó sẽ có hai mẫu, một mẫu là vòi đôi và một mẫu là vòi đơn. Thì các em đang cầm đây nó sẽ là vòi đôi nhá. Vòi đôi tức là nó sẽ là chia ra làm hai đường nước này. Thì một đường các bác có thể dùng để mình bắt vòi nước vào đây để mình tưới cây. Còn cái này thì các bác hứng nước sửa rửa tay hoặc là hứng ra xô ra chậu trực tiếp luôn. Thì nó sẽ có mẫu là mẫu này là mẫu hai vòi. Thì các bác mẫu lên cho em là mẫu vòi đôi nhá. Vòi đôi này. Đấy, lên cho em là vòi đôi. Giá của nó sẽ là 75k cho một cái mẫu vòi đôi như này. Hàng inox 304. Đấy, cực kỳ chất lượng xịn sò cho bác luôn. Sáng bóng đẹp. Đấy, và chia ra làm hai đường nước. Thì con này là vòi đôi, giá sẽ là 75.000. Còn có cái mẫu này thì nó sẽ là mẫu vòi đơn nhá.
Con vòi đơn này thì giá của nó sẽ là 55.000 nhá. Vòi đơn thì giá sẽ là 5.000, tức là con này chỉ có một đường nước thôi và con này hai đường nước. Đấy thì là vòi đơn hoặc là vòi đôi nhá. Đấy, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Vòi đơn là một đường nước, còn vòi đôi thì chia ra làm hai đường nước. Tất cả đều là bằng su 304, không bắt nam châm. Đầu vòi đầu biếc thì đều có gen và có gioăng hết nhá. Có gen xoáy, có gioăng hết. Thì các bác có thể kết nối với các cái đầu khác cũng đều ok hết nhá. Thì con này các bác lên cho em là vòi đơn nhá. Đấy, vòi đơn này. Vòi đơn giá của nó sẽ là 55k nhá. 55k cho một cái vòi đơn như này. 55.000 các bác. Đấy. Thì rất tiện ích luôn. Hàng bằng inox thì bền đẹp chắc chắn rồi. Đấy, các bác lấy cái loại một vòi thì lấy, mà lấy cái loại hai vòi thì lấy thôi. Đấy thì hai vòi với một vòi thì cái giá tiền nó cũng tương đương nhau thôi. Đấy, giá thì sẽ là 75.000 cho cái vòi đôi và vòi đơn thì sẽ là 55.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái gãi lưng nhá. Gãi lưng này thì đây nó sẽ là một con gãi lưng. Đấy, đầu này của nó thì nó sẽ là bằng sừng này, đầu này bằng sừng này và bằng inox các bác có thể kéo dài ra vào khoảng là 40cm, 35-40cm thì đấy rất tiện ích nhá. Các bác có thể dùng để gãi lưng, gãi chân, gãi tay đều được hết nhá. Rất là tiện ích luôn. Đó, đầu bằng sừng và tay cầm bằng inox có quai đeo như này. Rất tiện ích nhá. Giá thì chỉ có 30k cho một cái gãi lưng này thôi. Giá thì có 20.000 thôi nhá. Giá tri ân cho các bác, giá chỉ có 20.000 thôi. Lên cho em mã giúp cho em là gãi lưng nhá. Gãi lưng. Giá sẽ là 20k. Đó. Và lên cho em là gãi lưng này. Gãi lưng giá của nó sẽ là 20 cành cho một chiếc như này. 20.000 một chiếc nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là kia các bác lên mã giúp cho em đó là kia chắn gió bếp ga nhá, chắn gió bếp ga. Đấy, con này thì các bác lắp gần như là phù hợp với 100% các loại bếp ga luôn, tại vì nó có các cái chân lạch như này thì các bác cứ xoay đi xoay lại cho em. Đấy, và gần như là hợp hết luôn. Thì giá sẽ là 25k cho một cái chắn gió bếp ga như này. Lên cho em là chắn gió bếp ga này. Đấy. Chắn gió bếp ga giá sẽ là 25k một chiếc. Con này thì ưu điểm của nó khi mà các bác đun nấu ấy, thì gió nó sẽ tạt qua thì nó sẽ bị mất nhiệt và đẩy cái ngọn lửa của mình nó không đúng chỗ. Thì các bác đun cho em thì cho cái chắn gió này vào nó rất là tiện. Nó phải giảm được tới 3-50% cái lượng ga bị tiêu thụ lãng phí ra ngoài nhá. Đấy thì rất là tiện ích luôn. Chắn gió bếp ga. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 25k thôi nhá. Đấy, khi các bác đun nấu bình thường thì nó sẽ hay bị đẩy ra ngoài, nhưng khi các bác cho cái này vào này, đấy, thì cái lượng ga của nó sẽ hội tụ vào và nó sẽ không bị đẩy ra ngoài nhá. Rất là tiện luôn. Đó. Và rất hợp lý. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 25.000 một chiếc thôi. Mà các bác giảm được bao nhiêu ga, ví dụ như là các bác đun bình thường là 2 tháng là hết bình thì cái này phải đun vào 2 tháng rưỡi một bình các bác nhá. Thì cũng ưu điểm hơn là nhiều. Hơn rất là nhiều và rất là sạch sẽ. Giá thì chỉ có cho các bác là 25k thôi. Nhà nào có bếp đôi thì các bác mua 2 cái, bếp 3 thì mua 3 cái các bác nhá. Đó. Rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái viên tẩy lồng giặt nhá. Các bác lên cho là viên tẩy lồng giặt thì một bịch này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 10 viên. Đấy, 10 viên thì mỗi tháng một hộp này của nó sẽ bao gồm là 12 viên các bác, 12 viên mỗi tháng các bác dùng một viên cho em. Đấy. Thì các bác chỉ cần là mình cho trực tiếp vào trong lồng thôi, sau đó thì các bác bật cái chế độ tẩy lồng giặt lên. Đây. Đấy, bật cái chế độ tẩy lồng giặt lên thì nó sẽ giúp cho các bác là làm sạch này, đánh tan các cái cặn bẩn rồi các cái dầu mỡ rồi các cái vết bẩn nó bám vào trong cái lồng giặt rất là bẩn luôn các nhá. Đấy, lên cho em là tẩy lồng giặt nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu nhỉ? 20k. 20.000. 20k cho một cái hộp tẩy lồng giặt cái này bao gồm là 12 viên. Đấy, mới đầu mà các bác chưa tẩy bao giờ cứ cho em 3-4 viên vào cho nó sạch thôi nhá. Còn sau đó thì các bác cứ 1 tháng một viên cho em. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kem đánh răng nhá. Hàng của Hàn Quốc này. Đấy, mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng, made in Korea này. Đấy, thì lên cho em là kem đánh răng Hàn Quốc nhá. Lọ này của nó thì sẽ là 120g và giá sẽ là 40k cho một lọ kem đánh răng Hàn Quốc như này. Con này thì chuyên dùng để giúp cho các bác làm trắng răng luôn. Tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Bác nào răng đen, răng ố vàng hoặc là răng bị xỉn màu đánh cái kem này cho em. Đấy, giúp cho làm trắng răng rất là tốt luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc, made in Korea bác này. Đó, made in Korea, hàng của Hàn Quốc 120g. Giá sẽ là 40k một típ như này. Còn cái này là một vỉ nhá. Một vỉ đấy các bạn. Đấy, một vỉ đây chứ còn một típ của nó là một lọ thôi. Để em cầm tách ra không nhiều khi các bác lại hiểu nhầm. Cái này chỉ Giang thử hết rồi mà. Ở đây thì thử đi. Đấy thì ở đây nó sẽ là một típ như này nhá. Một típ như này. Đấy. Một típ như này các bạn này. Đấy. 40.000 cho một típ như này. Đấy, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Cực kỳ trắng sạch và rất là tốt cho các bác luôn nhá. Đấy, lên cho em là kem đánh răng Hàn Quốc nhá. Đấy, tiếp theo thì bên shop có về cho bác cái kem đánh răng của Nhật.
Con của Nhật này thì ưu điểm của nó là giúp cho các bác là chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng nhá. Chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng. Hàng cũng là hàng nội địa của Nhật, made in Japan này, 170g. Con này thì dung tích của nó sẽ lớn hơn một chút nhá. Hàng này của nó thì nó sẽ không có niêm phong đâu các nhá, không có niêm phong đâu. Mùi của nó thì cực kỳ là thơm và dễ chịu luôn. Đấy, không có niêm phong các nhá. Đó, mùi thơm dễ chịu. Giá thì sẽ là 60.000 cho con kem đánh răng Nhật thế này. Đấy, 60k nha, lên cho em là kem đánh răng Nhật, giá sẽ là 60.000. Còn con của Hàn thì nó dung lượng nó ít hơn cho nên là chỉ có 40.000 thôi. Chống viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng đây, màu hồng này các bác này. Đấy. Chuyên trị viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng cực kỳ là tốt luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Chỉ có cho các bác là 60.000 cho một hộ kem đánh răng của Nhật như này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy cạo râu 9D nhá. Giá thì chỉ có 95.000 thôi. 95.000 cho một con này. Con này thì ưu điểm các bác khi mà sử dụng ấy thì nó rất là nhiều tính năng luôn. Đấy, có cái phần đầu bàn chải massage này, có phần tăng đơ này, rồi có cả cho các bác là cái phần để tỉa lông mũi này. Đấy, và chức năng chính của nó vẫn là cạo râu nhá. Chức năng chính của nó là cạo râu đây. Đấy, đầu của nó là ba lưỡi như này này. Đấy, cạo cực kỳ là sạch luôn. Đấy, ba lưỡi như này, cạo rất sạch và cực kỳ là xịn sò luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn nhá. Đấy, giá chỉ có cho các bác là 95.000 cho một con máy cạo râu này thôi. Bật lên này con này. Đấy, con nghe tiếng râu đứt chưa? Đấy, sần sạt luôn coi nhá. Tiếng râu đứt sạt sạt luôn. Giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Đó. Giá rất hợp lý nhá, chỉ có cho các bác là 95.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là máy cạo râu 9D nhá, máy cạo râu 9D. Giá sẽ là 95.000 cho một con như này. Các bác có thể dùng để mình cạo râu, tỉa lông mũi rồi nói chung là chấn viêm rồi nói chung là dùng đa di năng được luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 95.000 thôi. Giá khá hợp lý cho các bác luôn. Đấy, lên cho em là máy cạo râu 9D nhá. Máy cạo râu 9D giá sẽ là 95k. 9D này, giá sẽ là 95k một bộ như này. Combo cho các bác bao gồm là 3 món luôn, 3 4 món tất cả luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia. Các bác lên mã giúp cho em đó là kia robot hút bụi nhá. Đấy, các bác lên cho em là robot hút bụi này. Đấy, tại vì bên em rất là nhiều máy cho nên các bác, nhiều dòng hút bụi cho nên các bác lên đúng tên cho em. Con này sẽ là robot hút bụi, về nhà các bác tháo cái này ra cho em này. Đó. Và bên trong này thì nó sẽ là nguyên nhá, sạch bóng sáng bóng nhá, sạch bóng sáng bóng luôn. Và bây giờ em sẽ test thử sản phẩm cho bác xem luôn. Con này thì một cái con robot hút bụi thông minh như này mà giá chỉ có 120.000 thôi, thì các bác xem 120.000 thì các bác nhận được những cái sản phẩm như thế nào. Đây, công tắc bật lên này. Đấy, và đây em sẽ để cho nó hút thử cho bác xem này. Chỉ cần 30 giây thôi là các bác đã biết cái lượng bụi của nó vào rất là khủng khiếp rồi. Đấy. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn. Chỉ có cho các bác là 120 cành cho một con robot hút bụi này thôi. Đó. Sau 30 giây hút thì đây là cái kết quả thực tế luôn các nhá, chứ không phải là màu mè hoa mỹ gì cả. Kết quả thực tế cho các bác xem luôn và cực kỳ là sốc luôn các bác nhá. Đấy. Đây. Thì em sẽ mở nắp ra cho các bác xem này. Đấy. Chỉ có hút có 30 giây thôi mà các bác xem cái lượng bụi của nó vào bên trong này. Đấy. Bên trong thì sạch bong sáng bóng mà các bác xem nó hút vào rất là nhiều bụi này. Bụi của nó toàn bụi mịn thôi. Đấy, toàn bụi mịn thôi, cho nên là các bác dùng thì nên có con này để sử dụng trong gia đình nhà mình, để nó chuyên nó hút bụi cho các bác rất là tốt luôn nhá. Đấy. Con này thì chuyên hút bụi mịn rất là tốt luôn. Về nhà thì các bác tháo cái nắp này cho em, cái nắp này nó sẽ là ở cái chân xoay. Đó. Combo cho các bác như này, một cái con máy hút bụi như này. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000. 120.000 cho con robot hút bụi như này thôi. Đấy. Lên cho em là robot hút bụi thông minh nhá. Đấy. Robot này. Đấy. Robot hút bụi này. Đấy, robot hút bụi. Hút bụi giá sẽ là 120k. Giá rất rẻ các bạn, giá rất rẻ luôn, chỉ 120.000 thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn xanh nhá. Các bác lên cho em là đèn xanh. Đấy, nó sẽ là một con đèn năng lượng xanh như này. Con này thì nó sẽ có cả dây sạc cho bác luôn, có cả dây sạc như này. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 260.000 nhá. Có tấm pin năng lượng mặt trời này, có dây cắm sạc trực tiếp này. Và dòng này của nó sẽ là dòng siêu sáng luôn, siêu sáng. Công suất mặc định của nhà sản xuất sẽ là 300W nhá, 300W. Đó, đây con này. Đấy, nó sẽ có ánh sáng trắng này, ánh sáng vàng, ánh sáng trung tính này. Con này các bác có thể dùng để ăn cơm ăn nước này, hoặc là chiến công trình này, hoặc là sử dụng để mình lấy ánh sáng mình sử dụng trực tiếp luôn. Nó sẽ sử dụng pin năng lượng mặt trời như này. Và con này thì
Mặc định của nhà sản xuất thì thời gian sáng của nó sẽ là từ 5 đến 6 tiếng này, công suất là 3000W này và sử dụng công suất của nó là 300W nhé. Xin lỗi các bác, là 300W và nó sử dụng pin năng lượng mặt trời. Đấy thì các bác có thể sử dụng trực tiếp pin năng lượng mặt trời hoặc là các bác có thể cắm sạc cũng được. Hàng cực kỳ chắc chắn. Của nó thì khổ của nó là khoảng 20-20 nhá. Đấy, dài rộng là 20-20. Cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đó. Giá thì rất hợp lý rồi. Lên mã giúp cho em đó là đèn xanh nhá. Đấy. Đèn xanh này, giá của nó sẽ là 260 cành. Đó, đèn xanh năng lượng mặt trời 260.000. Đó, tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái bình xịt chống thấm nhá. Lưu ý các bác là khi sử dụng thì mình lắc đều cho em trong vòng khoảng 1 phút đi. Đấy, lắc đều liên tục cho em trong vòng 1 phút để nó tăng cái áp lực của cái ga lên thì nó đẩy, thì khi các bác xịt thì nó mới ra được nhá. Đấy, nhiều khi nó hơi bị để lâu là nó sẽ bị nghẹn. Đấy, cho nên là các bác lưu ý giúp cho em, lắc đều trong vòng khoảng 1 phút. Đấy, sau đó thì các bác bắt đầu xịt này. Đây em sẽ xịt cho các bác xem này. Đấy, thì ví dụ như là tường nhà bị nứt này, thấm rột các bác xịt vào cho em này. Đấy, qua theo. Đây. Xịt cho em thì các cái hạt nano như này. Đấy, nó sẽ vào và nó sẽ thấm hết trên các cái bề mặt, các cái phần rột như này. Đó, các bác nhá. Đấy, nó sẽ phủ kín luôn. Thì nó sẽ giúp cho các bác là chống bị thấm rột rất là tốt nhá. Lên cho em là xịt chống thấm giá sẽ là 50.000. Đấy, xịt chống thấm 50k cho một cái bình xịt chống thấm như này nhá. 50k dung tích của nó là 450 lít. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Đây các bác này, đó, rất là tiện ích luôn nhá. Mái tôn, mái ngói, máng xối trần nhà, xử lý các vết nứt tường nhà, sân thượng, chống rò rỉ các loại đường ống, xử lý các vết nứt vỡ thủng trên các đồ vật khác, đặc biệt hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi cho mọi nhu cầu hiện nay. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tia cực tím bất chấp nắng mưa, khuyến mãi cực sốt rẻ nhất hôm nay, đặt hàng ngay để nhận ưu đãi. Chống thấm rột trên mọi bề mặt chất liệu, hiệu quả lên đến 10 năm. Chống thấm rột mái tôn, mái ngói, máng xối trần nhà, xử lý các vết nứt tường nhà, sân thượng, chống rò rỉ các loại đường ống, xử lý gì đấy, đấy ai nhặt cái lối các đồ vật khác, đặc biệt hoàn toàn kháng nước. Cứ ghi ra đấy, lúc nhặt thì mờ. Đây ghi cho 80 độ C, chống tia cực tím bất chấp nắng mưa, khuyến mãi cực sốc duy nhất hôm nay, đặt hàng ngay đi cái bảy màu đấy là được. Chống thấm rột trên mọi bề mặt chất liệu, hiệu quả lên đến 10 năm. Chống thấm rột mái tôn, mái ngói, máng xối trần nhà, giá sẽ là 50.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop cũng có cho bác một cái dòng chống thấm khác, đó là kia keo tôn dán chống thấm nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 40k. Thì các bác lên cho em là keo 10. Bản của nó sẽ là 10cm và dài khoảng 5m nhé. Bản 10cm dài 5m. Con này thì các bác cũng chuyên dùng để chống thấm rất là ok luôn. Đấy, thì đây em sẽ có cái video thực tế luôn. Các bác này, mình mua về kiểm tra thử luôn nhá. Băng dính này thì dán được trên mọi bề mặt các bạn nhá, kể cả dán trên bề mặt đang ướt nhá. Khi dán vào thì bóc ra rất khó. Loại này chống cả nước, chống cả nóng. Bây giờ mình hy sinh chọc thủng cái chậu để kiểm tra nhá. Lưu ý là khi bóc ra thì nó còn có một lớp ni lông mỏng để bảo vệ chất keo các bạn nhá. Mình phải bóc ra thì mới dán được. Các bạn nhìn kỹ nhá, bơm đầy nước và mình thử dán nhá. Nước đã chảy qua cái lỗ mình đục sẵn, mình không cần lau khô chậu và mình dán luôn nhá. Một phát ăn ngay luôn các bạn. Mình kiểm tra thì không hề bị dò một giọt nước nào luôn. Sản phẩm này mình đánh giá đúng như quảng cáo nhá, 9,5 điểm các bạn nhá. Rồi ok, giá sẽ là 40k các bác nhá. Đây rồi, chào các bác nhá. Hôm nay thì Phạm Huấn lại lên video để trân trọng gửi tới các bác các cái mã hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá, còn dưới 200.000 thì cộng thêm cho em 30.000 ship. Đơn hàng từ 200 sẽ bao ship, dưới 200 cộng cho em 30.000 ship. Đấy, một số các sản phẩm ví dụ như là hàng phục vụ cho những ngày đông giá lạnh các bác này. Đấy. Thì bên shop về cho các bác cái tất 5 nhá. Tất này đựng trong hộp và một hộp này của nó sẽ là 5 đôi. Đấy, hàng của thương hiệu Nike của Nhật nhá, hàng của thương hiệu Nike của Nhật cực kỳ chất lượng này. Một hộp này của nó là 5 đôi nhá, 5 đôi cho các bác luôn. Và giá chỉ có 80 cành thôi. Tất của Nhật, tất hãng. Đấy. Hàng gọi là tất dệt kim nhá, dệt kim co giãn 4 chiều. Đấy, đây có những cái phần nó dệt lẫn với cái sợi gọi là sợi chun các bác này. Đấy, để nó ôm chân rất là tuyệt vời luôn. Đó, dệt kim co giãn 4 chiều thấm hút mồ hôi, chống hôi chân các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Một hộp như này bao gồm là 5 đôi. 5 đôi mà giá thì chỉ có cho các bác là 80k thôi. Đấy, 80k thì nó sẽ có cho các bác là màu đen và màu ghi như này nhá. Màu đen và màu ghi. Thì các bác lên cho em là tất hộp 5 nhá, tất hộp 5. Giá sẽ là 80k. Đó. Tất hộp 5 này. Tất hộp 5 giá của nó sẽ là 80k nhá. Thì nó sẽ có là màu đen và màu ghi nhá, màu đen màu ghi. Thì bên em sẽ bán theo hộp như này, không bán lẻ màu nhá. Các bác lấy thì lấy theo hộp cho em. Chỉ có 80.000 hộp thôi. Ngoài ra thì bên shop về cho bác cái tất vỉ nhá. Đấy. Cũng là hàng của thương hiệu Nike luôn và dòng tất vỉ nhá. Tất vỉ này thì nó sẽ là dòng 10 đôi, tất hộp thì chỉ có 5 đôi thôi. Tất vỉ là 10 đôi. Cái tất vỉ này thì nó sẽ ngắn cổ hơn một chút nữa.
Đấy, còn độ dày và độ co giãn thì như nhau. Đấy. Và dòng này của nó thì nó cũng là dòng của thương hiệu Nike, co giãn 4 chiều thấm hút mồ hôi các bác nhá. Và dòng dệt kim cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn. Đó các bác thấy không? Đây, rất đẹp các bác này. Đấy, một vỉ này của nó thì sẽ là 10 đôi và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có 90.000 cho một vỉ 10 đôi này thôi. Tính ra vào có 9.000 một đôi thôi. Đấy, con này bình thường nếu mà các bác mua ở bên ngoài nó sẽ bán cho các bác là 15 đến 20.000 một đôi. Đấy, nhưng mà bên shop bán combo cho các bác một vỉ như này, 10 đôi chỉ có 90.000 thôi. Thì các bác lên cho em cái này sẽ là tất vỉ nhá. Đấy, lên cho em là tất vỉ này. Đó, tất vỉ tất 10 nhá, lên cho em là tất 10 này. Tất 10 thì có màu đen và màu trắng này. Tất 10 đen hoặc là tất 10 trắng nhá. Giá thì đều là 90k nhá. Đấy, giá là 90k cho một vỉ tất 10 nhá. Đấy, còn cái này thì các bác lên cho em là tất hộp 5 nhá, còn cái này là tất vỉ 10 nhá. Tất vỉ 10 hoặc lên cho em là tất 10. Tất 10 là được rồi. Giá thì 90k cho một vỉ bao gồm là 10 đôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác một sản phẩm vừa là trang sức vừa là bảo vệ sức khỏe cực kỳ là tốt luôn. Đó là cái vòng trầm điều hòa huyết áp nhá. Lên cho em là vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp. Giá thì cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Đó. Con này thì được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trầm hương cao cấp Tống Gia nhá. Đấy. Giá nhập khẩu và phân phối của nó sẽ là 1.900.000 cơ. Đó. Nhưng mà riêng hôm nay thì chương trình tri ân khách hàng. Đấy. Thì bên shop về cho các bác cái giá cực kỳ là tốt và cực kỳ là sốc cho các bác luôn, chỉ có 50k trong cái vòng trầm như này thôi. Các bác lên cho em là vòng trầm gỗ. Đấy, chuyên giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông nhá. Đấy, vòng trầm gỗ các bác này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ là một cái vòng trầm như này với 108 hạt nhá. Và có kèm cho các bác một cái đài sen rất là đẹp như này. Đó các bác thấy không? Đây. Đấy. Và mùi gỗ rất là thơm luôn, mùi trầm gỗ rất là thơm luôn. Và các bác biết là cái tính năng của gỗ trầm thì nó rất là tốt rồi. Đấy. Các bác lên cho em là vòng trầm gỗ nhá, vòng trầm gỗ. Giá của nó sẽ là 50.000 trong cái hộp vòng trầm gỗ như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cũng rất là tiện ích. Đây, hàng của Nhật này, toàn bộ chữ Nhật nhá. Đấy, tem chữ triện cái thứ đó rất là đàng hoàng. Mua cho biếu tặng làm quà thì cực kỳ là tuyệt vời ông mặt trời luôn. Lên cho em là vòng trầm gỗ nhá. Vòng trầm gỗ này. Giá thì chỉ có cho các bác là 50k thôi. 50k các bác nhá, 50.000. Sản phẩm tiếp theo đó là đây bên shop về cho bác cái bộ gắp bát đĩa nhá. Lên cho em là bộ gắp bát đĩa. Thì bộ này combo của nó sẽ bao gồm cho các bác là hai cái gắp này. Đấy, đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai cái gắp thì nó sẽ là hai con gắp như này. Con này thì các bác có thể bỏ ra để mình quặp cái đĩa vào. Đấy, quặp cái đĩa vào, còn con này thì mình kẹp này. Kẹp đĩa, kẹp bát nhá, có thể ngửa lên như này hoặc là úp xuống như này đều được nhá. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là hai cái miếng lót như này nữa. Cái miếng lót này thì các bác dùng để mình lót mình bắt tay vào cái song cho nó khỏi nóng tay. Đấy, các bác xỏ tay vào đây cho em này. Đấy. Đây. Mình xỏ cái tay vào đây, sau đó thì mình kẹp xoong kẹp nồi. Đây nó sẽ là hai miếng luôn, hai miếng như này. Đấy, hai miếng như này để các bác bắt xoong bắt nồi mình kẹp vào đây. Và có cho các bác là hai cái miếng lót để các bác để nồi cho nó chống nóng này. Đấy, hai cái miếng lót như này. Để khi mình lót và mình để cốc, để bát, để xoong để nồi cho nó khỏi nóng đấy. Đấy, rất là tiện ích luôn nhá. Giá thì chỉ có 50 cành cho cái bộ gắp bát đũa này thôi. Lên cho em là gắp bát đũa nhá. Giá của nó sẽ là 50.000. 50.000 cho một cái bộ combo như này. Giá rất là tốt cho bác luôn. Và đây là cái video đã sử dụng thực tế này. Con này cái tính năng ứng dụng của nó thì khá là cao luôn. Đấy, độ ứng dụng của nó thì rất là tuyệt vời. Và cái sử dụng của nó là hoàn toàn thực tế luôn, chứ không phải là pha văn cầu kỳ. Đó. Lên đã giúp cho em là gắp bát đĩa nha. Gắp bát đĩa. Giá của nó sẽ là 50k cho cái bộ gắp bát đĩa như này. Đấy, gắp bát đĩa này. Gắp bát đĩa đều được hết nhá. Giá sẽ là 50k cho một bộ. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Các bạn này. Đó. Giờ thì tôi đã có bộ bảo bối kẹp đồ nóng này. Đây là cái kẹp chuyên dùng để kẹp nhất các loại đĩa. Với tay cầm điều khiển linh hoạt, nó có thể kẹp được các loại đĩa có kích thước khác nhau. Đối với bát thì có thể dùng cái kẹp này. Đầu của nó làm bằng silicone chống trượt. Bạn có thể yên tâm lấy đồ ăn ra mà không sợ bát bị rời vỡ. Còn nếu bạn muốn lấy nồi hoặc đồ ăn ra trực tiếp thì có thể dùng đôi găng tay silicone cách nhiệt này. Thật sự nó tiện lợi vô cùng. Trước đây việc lấy đồ ăn mới hấp ra khỏi nồi đối với tôi là việc cực kỳ khó khăn, vì nó rất dễ bị bỏng. Giờ thì tôi đã có bộ bảo bối kẹp đồ nóng này. Đây là cái kẹp chuyên dùng để kẹp nhất các loại đĩa. Với tay cầm điều khiển linh hoạt, nó có thể kẹp được các loại đĩa có kích thước khác nhau. Đối với bát thì có thể dùng cái kẹp này. Đầu của nó làm bằng silicone chống trượt. Bạn có thể yên tâm lấy đồ ăn ra mà không sợ bát bị rời vỡ. Còn nếu bạn muốn lấy nồi hoặc đồ ăn ra trực tiếp thì có thể dùng đôi găng tay silicone cách nhiệt này. Thật sự nó tiện lợi vô. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sen quạt tăng áp các bác nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là sen quạt tăng áp thì sẽ bao gồm cho các bác là một đầu dây như này, dài khoảng một từ 1m2 đến 1m5, một đầu vòi sen như này. Con này ưu điểm của nó thì dùng được cả nóng cả lạnh nhá, cả nóng cả lạnh. Đấy, có thể ngoắt nghéo này, đóng ngắt trên tay nhá. Đấy, đóng ngắt trên tay
và có điều chỉnh tăng giảm áp lực nước này, và có cho các bác một cái lõi lọc than hoạt tính như này. Đấy thì các bác dùng nó sẽ lọc được các cái cặn nước bẩn cho các bác luôn. Và giá thì chỉ có cho các bác là 100k cho cái bộ sen quạt tăng áp này thôi. Lên mã cho em là sen quạt tăng áp, giá sẽ là 100.000. Đây các bác này, đấy, khi các bác dùng thì nó rất là mạnh như này. Nó có cánh quạt nó giúp cho các bác là tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đây. Đấy. Đấy các bác thấy không chưa? Đó. Và khi nước nó ra thì có cái cánh quạt nó xoáy và nó sẽ ra theo kiểu dạng lưới như này. Đấy. Cánh quạt xoay giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 100k thôi. Lên mã giúp cho em đó là sen quạt tăng áp nhé. Sen quạt tăng áp này. Sen quạt tăng áp, giá của nó sẽ là 100 cành một bộ như này nhá. 100k cho một bộ như này. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bơm tẩu ô tô nhá. Con này chỉ dành cho ô tô thôi, còn xe máy, xe đạp hoặc là bơm điện là không bơm ở đâu. Đấy các bác phải có ô tô, yếu tố đầu tiên cần thiết là phải có ô tô nhá. Phải có ô tô thì mới dùng được và nó cắm trực tiếp vào cái tẩu của ô tô ấy. Chứ còn về nhà các bác cắm điện lưới là không được đâu. Có công tác đây các bác bật lên cho em này. Hàng thì của thương hiệu Toyota nhá, Toyota. Đấy và nó sản xuất để nó tặng cho những người mua ô tô nhá. Đó. Thì ưu điểm của con này là dùng nó rất là tiện, các bác không phải điện đóm gì, về chỉ cần cắm vào cái tẩu ô tô thôi. Yếu tố cần và bắt buộc là phải có ô tô nhá. Các bác nào không có ô tô thì đừng có hỏi cái này, nó mất công nhá. Đấy, nhà phải có ô tô thì hãng mua. Đấy thì về nhà các bác cắm vào cái tẩu ô tô cho em. Đây là cái tẩu ô tô này, về nhà các bác cắm vào cái tẩu ô tô này là mình bơm thôi. Giá thì chỉ có 180.000 thôi. Đấy các bác cứ bỏ sẵn trên ô tô cho em. Khi mà mình di chuyển trên đường mà xe bỗng nhiên bị hết hơi, hoặc là các bác để qua đêm, đấy, hoặc là để lâu ngày không sử dụng nó hết hơi, thì các bác cắm vào tẩu ô tô, nổ máy lên cắm tẩu ô tô, sau đó thì mình bật lên là mình bơm cho em. Hàng thì của thương hiệu Toyota nhé. Hãng Toyota nó sản xuất để nó tặng cho khách hàng mua ô tô của nó. Đấy. Cho nên là các bác lên là bơm tẩu ô tô nhé. Đấy, nhà có ô tô thì hãng mua, hãng hỏi các bạn. Còn không có ô tô thì thôi, để tránh cái việc là nhầm lẫn giữa bơm tẩu ô tô và bơm bình thường. Lên cho em là bơm tẩu ô tô, giá sẽ là bơm tẩu ô tô này, tẩu ô tô nhá, giá sẽ là 180 cành nhá, 180k. Chỉ dành cho nhà nào có ô tô, các bác cũng hết sức thông cảm nhá. Đấy em nói nhấn mạnh như thế để tránh cái việc là các bác mua nó không đúng chủng loại, không đúng cái nhu cầu mình sử dụng, nó mất công. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là bật lửa đồng hồ nhá, bật lửa kèm đồng hồ như này. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. Đấy và khi các bác sử dụng thì nhấp cái này vào cho em là đồng hồ nó sẽ chạy này. Đấy, đồng hồ đang chạy nhá. Đấy và khi mình bật thì nó sẽ có cả đèn sáng này. Đấy, ấn này sẽ có đèn sáng này. Con này rất là đẹp luôn. Đó. Lên cho em là bật lửa đồng hồ nhá. Màu của nó là màu gỗ đậm rất là đẹp này. Đấy, màu gỗ đậm rất là đẹp này. Đấy, kéo lên thì đèn sáng, số là số La Mã nhá. Đấy. Con này thì về nhà các bác tự bơm ga vào cho em. Đựng trong một cái hộp cực kỳ chất lượng như này. Hàng của hãng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, số La Mã này. Giá thì chỉ có cho các bác là 100k thôi, 100.000 nhá. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa đồng hồ nhá. Bật lửa kèm với lại đồng hồ luôn, giá sẽ là 100 cành nhá. 100 cành cho con bật lửa đồng hồ như này. Về nhà các bác tự bơm ga giúp cho em nhá, tự bơm ga này, tự bơm ga. Chưa có ga đâu nhá. Về nhà các bác tự bơm ga vào là được, giá sẽ là 100k. Đó. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dao dọc giấy các bác nhé. Dao dọc giấy đó thì nó sẽ về cho các bác là các cái màu như này, rất là đẹp luôn. Đó và giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 15.000 một chiếc như này nhá. Các bác mua lẻ thì sẽ là 15.000 một chiếc, còn mua từ 3 chiếc thì giá bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 10.000 một chiếc, tức là 3 chiếc là 30.000. Còn các bác mua lẻ thì nó sẽ đắt hơn, mua lẻ sẽ là 15.000 một chiếc nhá. Đấy, lên mã cho em là dao dọc giấy này, hàng cực kỳ là ngon luôn. Con này thì thay lưỡi rất là dễ, các bác chỉ cần tháo cho em cái đít này ra này, sau đó thì mình đẩy ra như này là mình thay được lưỡi chưa, thay lưỡi nhá, rất là ok luôn đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là dao dọc giấy nhá, dao dọc giấy. Đấy, rất là ngon luôn. Bên ngoài của nó thì nó sẽ là bằng cao su non nhá, bên ngoài bằng cao su non, bên trong bằng nhựa cứng, cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn. Thay lưỡi cực kỳ dễ dàng. Đấy, nghe cái lẫy của nó kêu đã rất là đã rồi các bác nhá. Lò xo là viết rất là ngon luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 15, mua lẻ sẽ là 15.000 một chiếc nhá. Còn combo từ 3 chiếc trở lên thì giá của nó sẽ là 10.000 một chiếc nhá. Đó, mua lẻ này, mua lẻ thì sẽ là 15k một chiếc nhá. Còn mua từ 3 cái trở lên thì sẽ là 30.000 nhá. 3 cái là bằng 30k. Đó. 3 cái này, 3 cái là bằng 30.000 nhá. Còn mua lẻ sẽ là 15.000 một chiếc nhá, 15.000 một chiếc. Đó. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cho bác cái lô tô vít bãi nhá, tô vít bãi Nhật.
Đó, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Đó. Thì bên shop bán cho các bác theo kiểu cân ký nhá, cân ký đấy. Một cân của nó thì nó sẽ vào khoảng trên dưới 10 cái nhá. Đấy, em sẽ cân ngẫu nhiên cho các bác luôn. Đó. Một cân của nó thì khoảng trên dưới 10 cái như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 110.000 cho một cân nhá. 110.000 cho một cân các bác này. Đấy. 110.000 cho một cân như này. Đấy, to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ cả nhá. Đấy. To nhỏ lớn bé mẹ con ngắn dài đầy đủ cho các bác luôn. Đó, đây. Nó sẽ là một cân vít, nó sẽ là như này các bác nhá. Đấy, một cân vít như này các bác này. Đấy. Đây thì nó sẽ đầy đủ cho các bác luôn. Đây. Đây các bác này. Đó, đây nó sẽ là một cân nhá. Một cân của nó đây. Đấy. À, dẹt tròn ba khe múi miếc đầy đủ cho các bác luôn. Dẹt tròn ba khe múi miếc đầy đủ cho các bác nhá. Đó, có dẹt, có tròn, có ba khe, có múi đầy đủ cho bác luôn. 2 này. Đấy. 4 này, 6 này, 8 này, 10 này, 12 này. Đấy, nó sẽ vào khoảng là từ 12 đến 15 chiếc nhá. Từ 12 đến 15 chiếc tùy theo to nhỏ lớn bé mẹ con. Đó, combo cho các bác như vậy để các bác lựa chọn nhá. Đấy. Thì bên shop sẽ bán theo cân ký như vậy để các bác biết nhá. Đấy. Một cân của nó sẽ là vào khoảng là từ 12 đến 15 chiếc. Các bác lên xem là vít cân ký nhá, vít cân ký. Đấy. Từ 12 đến 15 chiếc như này. To nhỏ lớn bé mẹ con dài ngắn khác nhau đầy đủ cho các bác luôn. Đó. Và giá thì bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá đó là 110.000 nhá. Còn bác nào mua lẻ thì nửa cân thì sẽ là 65.000. Đó đây. Đấy. Rất là ngon luôn các bác này. Đây. To nhỏ lớn bé mẹ con dẹt tròn ba khe múi khế ngắn dài đầy đủ cho các bác luôn. Một cân này thì nó sẽ là hàng rất là phổ thông để cho các bác sử dụng rồi. Đó, trên chục cái nhá, giá chỉ 110.000 thôi. Bình thường nếu các bác bây giờ ra ngoài cửa hàng mà mua một con vít xịn sò ngon như này, giá của nó cũng phải 25-30.000 rồi nhá. 25-30.000 rồi. Đó, thế mà bên shop bán cho các bác nhá. Đó, combo cho các bác như này, giá chỉ vào cho các bác là 110.000 cho một cân. Đấy, các bác lên xem là vít. Không, vừa biết rồi mà nó lăn đi đâu rồi. Nó bốc lẫn vào tủ vít. Các bác lên cho em là vít cân ký nhá. Đấy, vít cân ký này. Đó, vít cân ký. Giá thì bên shop bán cho các bác 1kg thì sẽ là bằng 110k nhá. 110k cho 1kg. Đó. Còn các bác mua lẻ thì sẽ là nửa cân nhá, 0,5kg thì sẽ là 65k nhá. 65k cho 0,5kg. Đó, giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cưa gấp các bác nhé. Đấy. Cưa gấp các bác này. Đấy. Hàng về số lượng và giá rất là tốt cho bác luôn. Đấy. Các bác lên cho em là cưa gấp trắng đen nhá. Cưa gấp trắng đen. Con này bên em đang bán là 70.000 nhá. Đấy, hàng nội địa của Nhật đây. Đấy. Japan các bác này. Nó Japan, made in Japan các bác nhá. Đấy. Hàng rất là đẹp cho các bác luôn. Đấy. Hàng có tem mác thương hiệu các thứ đàng hoàng. Đẻ cong thoải mái luôn các bác này. Vốn cong thoải mái luôn. Hàng nội địa của Nhật các bác biết rồi. Đấy, uốn cong thoải mái luôn, gấp gọn rất là ok. Các bác có thể dùng để mình cưa cây, cưa cành. Chiều dài của lưỡi cưa này thì sẽ là 30cm nhá. Các bác dùng để cưa rất là ngon luôn. Con này thì nó sẽ là dòng cưa mở hình hạt bòng như này. Khi các bác cưa thì nó rất là êm. Đấy, mềm mượt, dễ cưa. Đấy, ví dụ như là mùn cưa này hoặc là các cái loại như là nhựa cây này, mùn cưa thì nó sẽ đọng vào các cái phần mở hạt bòng như này. Thì khi các bác cưa nó sẽ nhẹ nhàng này con này. Đấy, đây các bác nhá. Rất là ngon luôn. Bẻ cong thoải mái này. Đấy, bẻ cong thoải mái luôn. Gấp gọn rất là ok này. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 70.000. Đợt này về cho bác giá chỉ còn là 50.000 thôi. Lên mã giúp cho em là cưa gấp trắng đen nhá. Cưa gấp trắng đen. Giá sẽ là 50.000 cho con cưa gấp trắng đen như này con này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là cưa gấp trắng đen nhá. Đó. Đấy. Qua lên cho em là cưa gấp trắng đen. Đó. Cưa gấp này. Đó. Cưa gấp trắng đen nhá. Đó, cưa gấp trắng đen, giá của nó sẽ là đang bán là 70k nhá. Đây này về cho bác giá chỉ còn là 50.000 thôi. 50k cho một con cưa gấp trắng đen như này nhá. Cưa gấp trắng đen 50.000. Đó. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Mở ra mở vào cực kỳ là ngon luôn. Gấp gọn này, rất là tiện dụng nhá. Đó, cán thì bọc cao su non, bằng nhựa bọc cao su non nhá, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đó. Đây, giá của nó sẽ là 50.000 nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dây điện xanh nhá. Các bác lên cho em là dây điện xanh. Con này thì bên shop đang gửi cho các bác một cái dây điện xanh như này.
thì nó sẽ có theo biểu nhá. Đấy, hàng dây 2.5 nhá, dây 2.5 đó, dây của Nhật các nhá. Đây, Japan CU này đó, Japan nhá, dây lõi đồng 2.5 nhá. Đây, FA 2.5 con này, đây FA 2.5 nhân với 2 dây nhá, hàng ổ đúc có đèn báo nhá. Con này thì nó sẽ là hàng dòng ổ đúc có đèn báo luôn. Đây em sẽ cắm thử cho bác xem này. Đó, ở đây nó sẽ có cái đèn báo như này con này. Khi cắm điện vào là cái ổ đúc này có đèn báo các bác nhá. Ổ đúc có đèn báo như này. Hàng này thì nó sẽ là hàng chống va đập thoải mái luôn các bác nhá. Có đèn báo sáng này, có 3 ổ cắm nhá. Chống va đập thoải mái luôn, kết nối cực kỳ là tốt này. Rút ra này, cắm vào này, đấy có đèn báo luôn nhá. Cái ổ đúc này thì các bác dùng cực kỳ là ok luôn, các bác đập thoải mái quá này, đập thoải mái luôn. Gõ đập thoải mái nhá. Gõ đập thoải mái luôn, không có hề hấn gì luôn. Đó. Và bên shop về thì nó sẽ có cho các bác là dòng 5m, 10m và 30m nhá. Đấy, đây rất nhiều cho các bác này. Đấy. Rất nhiều luôn các bác nhá. Đó, đây. Rất nhiều các bác nhá. Thì có dòng cho các bác là 5m, 10m và 30m thì các bác muốn lấy dòng nào thì lấy. Thì bên em có 3 mẫu phổ thông như vậy. 5m, 10m là cái mẫu ngắn để các bác dùng để mình ăn lẩu, ăn nước hoặc là làm sử dụng đồ vặt trong nhà. Còn các bác muốn cao hơn, muốn sử dụng được dài hơn để mình đi chiến công trình công việc thì các bác dùng cho em cái dòng 30m kia nhá. 30m là quận to. Đó thì bên shop sẽ bán theo theo biểu các bác nhá. Đấy, theo biểu. Thì 5m sẽ là 200 5m này. Đấy các bác lên cho em là dây xanh nhá. Lên cho em là dây xanh hoặc là dây điện xanh cũng được. Dây điện xanh nhá. Đấy. Dây điện xanh. Đấy, dây điện xanh này. Đấy, 5m sẽ là 220k nhá. 220k. Đấy. 10m là 330.000, 330k. Và 30m thì sẽ là 650.000 nhá, 650.000. Giá đã bao gồm phí ship cho bác luôn. Đấy, dây của nó sẽ là dây lõi đồng nhá. Dây 2.5 nhá. Dây 2.5 lõi đồng nhá. Đấy. Dây 2.5 lõi đồng cho các bác luôn. Đó. Đây 5m, 10m và 30m nhá. Đó, giá như trên. Rồi ok. Hello các bác nhá. Hôm nay thì bên em lại tiếp tục về cho bác cái lô đó là cái vít cân ký và dao dọc giấy, hàng cực kỳ chất lượng để gửi tới các bác luôn. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Dưới 200.000 các bác lưu ý cộng thêm cho em 30.000 ship nữa. Và đơn nào trên 1 triệu thì yêu cầu các bác là phải chuyển cọc trước, còn từ dưới 1 triệu thì bên em sẽ gửi ship code các bác nhé. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đầu tiên thì em lên cho bác cái mã vít cân ký. Đó thì em cũng nhắc lại một chút là đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Các bác mà lấy dưới 200 thì lưu ý là cộng thêm cho em 30.000 ship nữa nhé. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là vít cân ký thì bên em bán theo cân nhé. Một cân của nó thì giá của nó sẽ là 110.000 một cân. Và một cân của nó thì được cái số lượng nó vào khoảng là từ 7 đến 12-13 chiếc nhé. Từ 7-12-13 chiếc. Tùy theo số lượng không nhá, tùy theo số lượng. Và tùy theo cái loại to nhỏ lớn nữa. Nhưng mà thấp nhất sẽ có cho các bác là khoảng từ trên dưới 10 chiếc nhé. Trên dưới 10 chiếc cho bác như này. Đó. Thì hàng khá là đều đẹp cho các bác luôn. Đấy thì các bác chỉ cần là mua một cân như này thôi là tha hồ thoải mái dùng ở đây đây các bác này. Đấy một cân của nó này. To nhỏ lớn bé này, có to có nhỏ này, có lớn có bé, có dẹt có ba khe cho các bác nhé, có dẹt có ba khe cho các bác luôn. Đấy và thi thoảng thì sẽ có những con vít đóng như này nhá, thi thoảng sẽ có những con vít đóng như này nữa. Thì bên shop sẽ bốc ngẫu nhiên cho các bác, có cả những con vít cách điện như này nữa nhá. Vít cách điện này thì các bác dùng để làm điện, làm đóm cũng rất là an toàn luôn. Và combo cho các bác thì một cân thì tùy theo to nhỏ lớn bé, đây những cái cân này của nó thì nó cũng khá là vừa xinh vào khoảng là trên 10 chiếc nhá. Một cân thì các bác sẽ nhận được khoảng trên 10 chiếc. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. To nhỏ lớn bé mẹ con dài ngắn dẹt tròn đầy đủ rồi. Đó, về nhà các bác cứ thế là các bác sử dụng thôi. Đây. Đấy, nó sẽ là đều đều như này các bác này. Đấy, có to, có nhỏ, có lớn, có bé. Có dẹt, có tròn, có ba khe, có mũi khế. À có ba khe, có dẹt các bác nhá. Đấy. Rất đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy. Và thi thoảng sẽ có cho các bác một con vít đóng như này nữa để các bác sử dụng. Rất tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 110.000. Các bác lên cho em đó là vít cân ký nhá. Vít cân ký giá sẽ là 110.000. Còn bác nào mà lấy nửa cân thì giá của nó sẽ là 60k nhá. Đấy lên cho em là vít cân này. Đấy, lên cho em là vít cân, giá của nó sẽ là 110k. 110k nhá. Đó, còn bác nào lấy nửa cân thì giá sẽ là 60.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là vít cân này.
viết cân. Đấy, giá sẽ là 110k trên 1 cân nhá. 110k trên 1 kg. Đó, trên 1 kg. Còn bác nào lấy lẻ thì sẽ là 5 lạng thì sẽ là 60k nhá. 60k trên 0,5 kg các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái dao dọc giấy các bác nhá. Dao dọc giấy thì sản phẩm sẽ bao gồm cho bác là combo là một dao và một lưỡi như này. Một dao một lưỡi như này. Thì con này bên shop đang bán cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó. Giá chỉ có cho các bác là 15.000 cho một chiếc như này thôi. Nếu các bác mua lẻ thì là sẽ là 15.000, còn mua từ 3 cái trở lên thì bên em sẽ bán cho các bác với giá là 10.000 một chiếc. Đấy, 10.000 một chiếc là vào 30.000 cho 3 chiếc nhá. Đó. Còn mua lẻ thì bên em sẽ bán là 15k cho một chiếc như này. Còn mua từ 3 chiếc trở lên thì giá sẽ là 10.000 một chiếc nhá. Đấy. Dòng này của nó thì nó sẽ là chất liệu của nó thì bên trong của nó sẽ là bằng nhựa cứng và bên ngoài thì bọc cao su non. Đấy. Dao thì cực kỳ là dễ tháo lắp lưỡi luôn, các bác chỉ cần tháo thêm cái lưỡi đằng sau này ra này. Đấy, và các bác đẩy ra thôi, đẩy ra thay lưỡi. Thay lưỡi xong mình lại cho vào. Đấy, rất là ngon lành, dễ sử dụng và tiện ích. Và con này thì dao của nó cũng khá là bén luôn. Đấy, thì combo cho các bác luôn. Mua 3 con thì sẽ là 30.000. Còn nếu các bác mua lẻ thì chấp nhận giúp cho em nó sẽ là nó sẽ là 30.000. Đấy, 3 con là 30.000. Đấy, còn một con thì sẽ là 15k. Một con thì sẽ là 15k này. Đấy, 15k. Còn 3 con thì sẽ là bằng 30k. Đấy, giá rất là tốt cho các bác luôn. Hello anh em nhá. Đó thì hôm nay bên Phạm Huấn tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con quạt sưởi hàng của thương hiệu Fuji của Nhật nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 500.000 cho con quạt sưởi hàng của Fuji như này. Đấy, em đang bật cho các bác xem này. Đấy. Thì đây em đang để cái mức độ của nó là công suất của nó là 1200 nhá, 1200. Đó. Thì nó sẽ có 3 nấc. Đấy, đầu tiên là nấc 400 này. Đấy, nó sẽ có nấc 400 thì nó sẽ lên nguyên một cái đèn ở giữa thôi. Đó, nguyên lên một cái đèn ở giữa nhá. Tiếp theo là nấc 800 thì nó sẽ lên 2 đèn. Đấy, nấc 800 là sẽ là 2 đèn nhá. Đèn trên, đèn dưới này. Đấy, và nấc 1200 thì nó sẽ là lên cho các bác là tổng cho các bác sẽ là 3 đèn nhá, 3 đèn. Đó. Và con này thì nó sẽ có cho các bác là chế độ xoay 90 độ nhá. Đây, xoay 90 độ tức là nó có thể xoay vòng tròn được. Đấy, nó có chức năng xoay vòng tròn cho các bác luôn. Con này thì các bác dùng rất là tiện ích và cực kỳ là ấm áp luôn. Đấy, thì con này nó khá là cao luôn nhá, khá cao luôn. Và cái độ tỏa nhiệt của nó rất là rộng. Chiều cao của nó thì nó sẽ vào khoảng là đi đây, 2 này, 4 này, 6 này. Chiều cao khoảng là 70 phân nhá. Hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Fuji này. Đấy, Fuji, Pova. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Sử dụng điện 220V. Đây các bác này. Đó, đây. Đấy, máy sưởi này. Đây, thông số của nó đây các bác nhá, thông số đây. Đấy. Lắp ráp tại Việt Nam nhá. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Đó. Giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác nhá. Giá rất là hợp lý cho bác rồi. Đó. Đây, đấy. Thiết kế của nó sẽ là xoay 90 độ cho các bác luôn nhá, xoay 90 độ luôn. Đó, và rất là nóng luôn nhá. Con này thì siêu nóng luôn. Đó, và giá rất là tốt cho bác luôn. Đây. Đấy, thì nó sẽ có hai cái lẫy như này. Thì các bác có thể để một bên là theo kiểu là các bác có thể để sang bên xoáy sang bên tay trái này, tức là cái bên có mũi tên này thì nó sẽ xoay 90 độ nhá. Đấy, còn nếu các bác để một bên thì nó sẽ không xoay. Đó, để sang bên phải thì cho công tắc sang bên phải thì nó sẽ không xoay nhá. Thì tùy theo các bác muốn chỉnh bên nào thì chỉnh. Đây, sang cái bên này này, cái bên có cái mũi tên này là nó sẽ điều chỉnh xoay 90 độ này. Còn sang cái bên không có mũi tên này thì là nó sẽ đứng yên. Đấy, thì về không như này là sẽ là về không này là sẽ là tắt này. Đấy, và xoáy sang bên tay phải này thì sẽ là đứng yên này. Và xoáy sang bên tay trái này thì là nó sẽ là xoay nhá. Thì tùy theo các bác muốn chỉnh xoay cũng được mà chỉnh đứng yên cũng được. Đó. Con này thì siêu nóng nhanh luôn. Hàng của Nhật thì các bác yên tâm sử dụng rồi. Đặc biệt là miền Bắc đang vào mùa đông rất là lạnh giá như này. Thì các bác dùng cho em con này rất là ok luôn nhá. Đấy. Hàng cực kỳ cao cấp và chất lượng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt nhá. Lên mã giúp cho em đó là máy sưởi Fuji. Giá của nó sẽ là 490.000 nhá. 490k cho con máy sưởi Fuji như này và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Nhận hàng các bác cắm thử kiểm tra và thanh toán giúp cho em. Rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó, thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô cái con máy rửa xe chạy pin các bác này. Đó. Hàng thì sẽ là nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Và bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên cho em là máy rửa xe pin nhá. Ném anh cái bút đây. Đấy. Dây thì nó sẽ dài khoảng từ 3 đến 5 mét nhá. Dây dài khoảng từ 3 đến 5 mét. Lên cho em là máy rửa xe pin. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 350.000 và bao ship nhá. 350k và bao ship, giá siêu tốt cho bác luôn. Máy rửa xe pin nhá, lên cho em là máy rửa xe này. Đó.
máy rửa xe và nó chạy bằng pin nhá. Lên cho là máy rửa xe pin 350.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng kiểm tra thanh toán qua nhá. Đấy. Dây dài từ khoảng từ 3 đến 5 mét các bạn. Đó, dây của nó thì nó sẽ là dài khoảng từ 3 đến 5 mét các nhá. Đây, dây của nó như dây bơm của nó như này. Ở đây thì khi các bác nhận hàng thì nó sẽ có đầy đủ phụ kiện luôn. Đấy. Bao gồm là nó sẽ bao gồm cho các bác là thứ nhất là một thân máy này. Đó. Thứ nhất nó sẽ có cho các bác là một thân máy này. Kèm theo cho các bác là một cái quả pin như này. Pin của nó thì nó sẽ là pin li-ông các nhá. Pin li-ông như này. Đó, một quả pin như này các bác này. Đấy. Máy thì đã test nước ngon lành rồi. Thứ hai là khi các bác lắp thì đây lắp cái đầu này vào đây cho em này. Đó, lắp cái đầu này vào đây cho em. Đấy, các cái đầu vòi này đều bằng đồng hết nhá. Đầu vòi đầu kết nối bằng đồng hết. Đó. Đây, lắp đầu vòi, như vậy là đã xong phần đầu vòi nhá. Đấy. Và bắt đầu các bác bắt đầu lắp cái phần ngoài cho em nhé. Phần ngoài thì ở đây nó sẽ có cho các bác là một phần dây như này. Thì khi các bác lắp thì đây nó sẽ có cái đầu này. Các bác xoáy cái đầu ngoài cam này ra này. Xoáy cái đầu cam này ra cho em. Sau đó thì mình sẽ lắp ở đây cho em. Đó. Và cái này mình đẩy lên nhá. Đẩy lên như này. Mình đẩy lên như này này. Sau đó thì mình sẽ xoáy vào này. Đó. Xoáy vào này cho em. Đó. Ok. Sau đó thì các bác sập ở đây nhá. Sập ở đây cho em này. Đó. Phương. Rồi. Cái này nó sẽ có một cái lọ bọt tuyết nhá. Có một cái lọ bọt tuyết như này. Đấy. Ừ, lấy nhiều tí. Một cái lọ bọt tuyết như này các bác cho nước rửa bát hoặc xà bông vào đây tùy theo các bác nhé. Đó. Và nó sẽ có cho các bác là một cái đốc sạc kèm như này để các bác cắm sạc nhé. Cắm sạc thì đây, các bác sẽ cắm để vào trong này nhé. Đấy, sẽ có cho các bác là cắm ở đây cho em này. Đấy, cắm sạc vào đây nhá. Đó, cắm sạc vào đây. Đấy bác nhá. Đó. Thì và nó sẽ có thêm cho các bác là một cái giỏ dưới này. Cái giỏ dưới này thì các bác chỉ cần lắp vào đây là xong thôi. Đấy, chỉ cần đẩy lên này thôi, cái giỏ này thì nó quá đơn giản rồi. Đấy, cái giỏ này thì nhiều lúc nó nổi thì khi các bác sử dụng thì các bác để ý cho em nhé. Đấy, như này là đã kết nối xong rồi. Và nó sẽ có cho các bác là hai đầu vòi. Một đầu vòi tưới cây và một đầu vòi rửa xe. Đấy, màu trắng là tưới cây, màu đỏ là để vòi thẳng rửa xe. Các bác chỉ cần sập lẫy này cho em là xong rồi. Đó, nó sẽ có cái lẫy này. Các bác chỉ cần đẩy xuống sập như này xong. Đó, đây. Đấy, nó sẽ có cái lẫy bi này, các bác đẩy xuống như này. Đẩy xuống như này. Mình đẩy này xong mình thả lẫy ra là nó sẽ sập vào các bác nhá. Đó. Sập lẫy thôi. Đó, nó sẽ như này. Đấy nhá, rất là ngon luôn. Đó. Thì đây em sẽ test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Đó, nó sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn. Test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đây thì các bác thả vào trong cái xô nước nhá. Đấy. Thả vào cái xô nước này. Đấy. Lưu ý là nếu mà nó chưa chìm thì các bác nhấn cho nó chìm xuống để cho nước nó vào nhá. Sau đó thì các bác bóp liên tục cho em này. Đó, bóp cho nó bóp vào giờ nó lên nước thì thôi nhá. Đấy, bóp cho nó lên nước này. Các bác phải bóp một lúc nó mới lên nước. Đấy, rồi, ok. Đó, sau đó thì nó sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn. Đây các bác nhá, nó xịt rất là khỏe luôn các bác này. Đấy, các bác để cho xịt rửa này. Đấy, rửa này. Đấy, bay hết luôn nhá. Đấy, bay hết bẩn luôn. Các bác có thể thì xịt rửa xe này. Đấy, rửa xe máy các bác nhá, đây xe máy đây. Đấy, xịt rửa xe máy các bác này. Đấy. Xịt rửa xe máy rất là ok luôn, các bác thấy không? Đấy. Đấy, đây em xịt rửa xe máy này. Đó, xịt rửa xe máy nhá, rất là ok luôn. Hoặc là các bác có thể rửa sân này. Rửa sân thì nước cũng rất là sạch luôn này. Đó. Thì rửa sân các bác này. Đấy. Rửa xe máy, rửa sân này. Đấy thì các bác về các bác thải hết cái đầu ống ra cho em nhé, cho nó khỏi gấp nhé, cho nó khỏe này. Đấy. Thì rửa xe các bác này. Thì rửa xe khá là ok luôn, các bác thấy không? Thì rửa xe này. Rửa xe. Đấy, rất là mạnh nhá. Áp lực nước cũng khá là tốt luôn các bác. Đấy, các bác nghe tiếng nó kêu chưa? Áp lực nước rất là tốt đấy các bác. Đó. Ngoài ra thì các bác có thể thay cho em một cái đầu vòi này vào này. Thay cho em cái đầu vòi trắng này vào để mình tưới cây này. Đây. Nó sẽ có cái đầu trắng này để mình tưới cây này. Đấy, tưới cây. Đây. Con này thì đầu trắng này để các bác tưới cây này. Đấy, nó sẽ ra cái dạng xương mảnh như này các bác này. Xương mảnh như này, dùng để tưới cây rất là phê luôn các bác. Đó. Các bác có thể cầm cái máy này ném xuống ao là xong, ném cái đầu dây nó xuống ao. Là mình tưới cây rất là tiện. Không cần phải lấy vòi, lấy viếc, lấy xô thùng gì cả, rất phức tạp nhá. Đấy, con này dùng để tưới cây khá là ok luôn nhá. Đó. Xịt tưới cây rất là ok luôn. Đấy, đây các bác thấy không? Xịt tưới cây nhá, rất là rộng luôn. Khá là ok các bác nhá. Đó, đây các bác này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác, giá rất là hợp lý nhá. Đó. Ngoài ra thì nó sẽ có tính năng xịt bọt tuyết nhá. Xịt bọt tuyết thì các bác thay cái đầu này vào cho em này. Thay cái đầu cái lọ này vào này. Đấy, thay cái đầu cái lọ này vào. Để mình xịt bọt tuyết nhá. Đấy, thay đầu cái lọ này vào. Đây. Xịt bọt tuyết này. Đấy. Nó sẽ ra dạng bọt tuyết như này các bác này. Đó, bọt tuyết đây. Đấy các bác thấy không? Bọt tuyết để mình xịt mình đấy rất là ok các bác này. Đó, đây. Bọt tuyết này các bác này. Đó.
thì bọt tuyết nó sẽ ra như này. Đấy, thì các bác có thể rửa xe máy rất là ok luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất là tốt nhá. Đấy. Rồi, các bác lên mã giúp cho em là máy rửa xe nhá. Máy rửa xe chạy pin, rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 350.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu Đức các nhá, hàng đến từ thị trường Đức các này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany các nhá. Đấy, design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy các bác xem này. Đó, design in Germany các này. Đó, in Germany hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo. 5 cái nồi một chảo nhá. Giá thì đặt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho bác luôn, siêu tốt cho bác luôn các nhá. Đóng ngay cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này. Đó. Bộ nồi Đức này. Đó, bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy. Yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy. Cọc trước 200. Đấy, cọc trước 200k thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k. Đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhá, 750k. Đó. 750k cho một bộ nồi như này. Đó, bao gồm là 6 món. Đấy, 6 món mà 750.000 bao ship. Tính ra là mất 50.000 để ship rồi, còn gọi lại còn là 700. Còn là 700 mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhé. Đấy, các bác cọc trước cho em 200, còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là chuyển khoản hết. Đấy, chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhé. Tính cho các bác tròn 700k và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong. Còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok. Rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhé. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món này. Cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này, chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó. Nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng đấy, vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhá. Vung nắp bằng kính cường lực hết, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Nồi nào vung đấy các bác nhá. Nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy. Đế 5 lớp rất dày dẫn chắc chắn luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy. Chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó. Con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp halogen. Hàng sáng bóng luôn, các bác nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy. Một con quay vuông, một con quay lệch như này các bác này. Đấy. 2 lít sẽ có hai con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếng rất là ok. Quay vuông viết cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng nhá, đẹp sáng bóng cho bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái đây. Một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết các bác này. Đấy. Có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây. Dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế cong luôn các bác nhá. 3 lít này. Đó, tiếp theo thì đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là con này thì dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác nhá. 4 lít. Đấy, con này dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác này. Đấy, 4 lít đây. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bạn. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy. Kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhá. Đây. Con 5 lít. Đây, hàng của Đức cơ này. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy, kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhé, 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào, nấu rồi
luộc gà luộc vịt con này qua kiếp các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến con chảo này. Đấy. Con chảo này thì con này thì cái chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân bi nhá, tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy, đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này, đó. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 700.000 thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700.000. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho bác là em sẽ đi lại hết lượt cho bác luôn. Đấy, combo thì sẽ có cho các bác. Đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các bác nhé. Từ to đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung viếc đàng hoàng các bác nhé. Đấy, vung viếc đàng hoàng đây. Vung của nó đây các bác này. Con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy. Tiếp theo là đến một cái chảo này. Đấy, chảo đây các bác này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo đến một con này là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vung hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành cả nhà cho bác luôn, 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển từ nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sức nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này. 6 món các bác này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó. Hello, vâng lại là em Huấn Phạm này các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Nếu các bác mua dưới 200 thì cộng thêm cho em 30.000 để ship các bác nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục về cái lô dây điện Nhật các bác nhá và rất nhiều mã hàng khác nữa. Các bác xem video thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì các bác cứ tưng bừng kiểm tra cùng với ship cho em và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200 trở lên là bên em sẽ bao ship thôi. Dưới 200 thì cộng thêm cho em 30.000 ship các bác nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái hàng dây điện của Nhật nhá. Thì nó sẽ có cho các bác là hai mẫu, một mẫu là dây vàng và một mẫu là dây xanh. Giá thì cực kỳ hợp lý cho bác luôn. Cái mẫu dây vàng này thì chiều dài của nó là từ 20 đến 30 mét nhá, từ 20 đến 30 mét và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 190.000, chiều dài của nó thì từ 20 đến 30 mét, có lô thì 25 mét và có lô thì 30 mét, nhưng mà thấp nhất thì cũng phải được từ 20 đến 25 mét các nhá. Đấy, và đây, ổ cắm của nó cực kỳ là ngon luôn các bác này. Đấy, và đây thì nó sẽ là một cái dòng ổ đúc nhá, ổ đúc chống va đập này, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy. Đấy, made in Japan nhá, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì rất hợp lý nhá, chỉ có 190.000 thôi. Và có đèn báo các này, có đèn báo dây này của nó sẽ là dây 1.5 nhá. Lên mã giúp cho em đó là dây các bác lên mã giúp cho em đó là dây vàng, giá thì sẽ là 190k. Đó. Lên cho em là dây vàng nhá. Dây vàng này, giá của nó sẽ là 190k. Và chiều dài thì từ 25 đến 30 mét nhá, giá sẽ là 190.000. Lõi của nó thì sẽ là khoảng 1.5. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái dây xanh nhá. Dây xanh thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là combo là 5m này, 10m và 30m nhá. 5m, 10m và 30m. Dây này của nó thì nó cũng là dòng dây ổ đúc có đèn báo này, dây ổ đúc có đèn báo. Và dây thì nó sẽ là dây của Nhật đây. Đấy. Thứ nhất là Japan này, nó Japan này, CU này là bằng đồng này. Công suất là từ 300 đến 500V này. FA 2.5, tức là dây 2.5 nhá. Đây. Đấy, dây 2.5. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác theo combo. Đấy, dòng này thì nó cũng là dòng ổ đúc nhá và nó sẽ có 3 chân cắm như này. Kết nối của nó thì khá là tốt luôn. Đó, khá là tốt luôn các bác, rất là chắc chắn luôn. Đó. Giá thì bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá như sau. Đấy thì nó sẽ có cho các bác là theo mét nhá. Đấy. Thì dây 5m của nó này, 5m thì sẽ là 220k và bao ship này. 10m thì sẽ là 330.000 này, 330k nhá. Và 30m thì sẽ là 650.000. 650k. Đấy, nó sẽ đắt gấp 3 lần cái dây thường kia, cho nên là các bác
tiền nào của đấy thôi, các bác cứ lựa chọn cho nó hợp lý nhá. Dây thì cũng rất là mềm luôn, dây của nó dây siêu mềm như này. Con này thì các bác có thể dùng để hàn xì, để chiến công trình, rồi nói chung là làm đa di năng được hết. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là dây lên mã giúp cho em đó là dây xanh nhá, dây xanh và dây vàng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái này là túi du lịch à. Lên cho em là túi du lịch nhá. Bỏ anh cả cái túi da cái ra đây luôn. Đấy. Lên cho em là túi du lịch nhá, có quai đeo quai sách như này. Đấy. Giá thì bên shop bán theo một cái túi như này giá của nó sẽ là 100 con này bao nhiêu nhỉ? Con này. Hai cái bằng nhau à? Các bác lên cho em là túi du lịch nhá. Đấy, túi du lịch vải này. Con này thì nó sẽ là bằng vải chống nước cho nên là lên cho em là túi du lịch vải. Túi du lịch vải giá của nó sẽ là 125.000. 125.000 cho con túi du lịch vải như này. Con này thì chiều dài của nó thì vào khoảng là 45, chiều rộng là 25 nhá. Dài 45, rộng 25 và cao 25. Đó. Lên cho em là túi du lịch vải này. Đấy. Túi du lịch vải giá của nó sẽ là giá của nó sẽ là con này là túi hay ba lô nhỉ? Ba lô du lịch nhá. Lên cho em là ba lô du lịch nhá. Đấy. Ba lô du lịch này, ba lô du lịch giá của nó. Các bác lên cho em là ba lô du lịch nhá. Ba lô du lịch giá của nó sẽ là 100, đang bán 130 về cho bác giá còn 120.000 nhá. 120k cho con ba lô du lịch vải như này. Đấy, chất liệu của nó bằng vải chống nước nhá. Bằng vải chống nước. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một ngăn phụ nhỏ này. Đấy, một cái ngăn phụ nhỡ này. Đó. Tiếp theo là sẽ có hai ngăn bên hông và cái một ngăn hông này thì các bác có thể dùng để mình bỏ đôi giày, đôi dép vào đây. Đấy, rất là tiện này. Và cái ngăn này thì để các bác treo vào ba lô này và ngăn nhỏ này thì các bác để các thứ linh tinh này. Đấy. Và rất hợp lý cho các bác luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 thôi. Lên cho em là túi du lịch vải nhá. Túi du lịch vải giá sẽ là 120.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái ba lô du lịch bằng bằng da như này các bác nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em là ba lô du lịch bằng da nhá. Đấy, nó sẽ là bằng da như này. Kích thước của nó thì nó cũng như con kia thôi. Đó, như con kia thôi. Và chiều dài của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 40. Chiều ngang thì 20, 25 nhá. Đó, và nó cũng là một con túi như này. Con này thì nó gọn nhẹ hơn và cũng có quai đeo như này nhá. Có quai đeo như này. Con này thì chất liệu của nó bằng da nhá. Chất liệu của nó bằng da đây. Đấy, và giá thì sẽ là 130.000. 130.000 cho một con túi như này. Rất đẹp, rất lịch sự. Các bác có thể dùng để mình đi du lịch này. Đấy, đi du lịch, đi công tác, đi chơi, đi học hành đều mang đi được hết. Nó rất là đẹp và lịch sự các bác nhá. Con này thì cái thiết kế của nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều so với con kia. Đấy, nó chủ yếu là dòng có một ngăn thôi. Đấy, hàng thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Lên cho em là ba lô du lịch da nhé. Đấy, một con là bằng vải, một con là bằng da. Thì các bác muốn lấy con nào thì lấy. Con này thì sẽ là 130.000. Đó. Đấy. Lên cho em là ba lô da nhé. Ba lô da. Giá sẽ là 130.000. Đó. Ba lô da này. Đó. Ba lô da. Giá của nó sẽ là 130k nhé. 130k. Con bằng da này là 130.000. Còn con bằng vải này thì giá của nó sẽ là 120.000 luôn nhé. Con bằng vải này sẽ là 120.000, con bằng da này là 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm rất đẹp, đó là cái ly bằng đồng nhá. Đấy, cái ly bằng đồng như này, một cái ly nhỏ bằng đồng này các bác này. Đấy, các bác có thể dùng để mình để trên ban thờ này. Đó, để trên ban thờ hoặc là dùng để mình cúng dỗ thì mình rót rượu này, rồi nói chung là dùng để làm ly uống rượu cũng được. Nó rất là nhỏ gọn xinh xắn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý cho các bác luôn. Giá rất hợp lý cho các bác luôn nhá. Đấy, một cái con ba lô rất là đẹp như này. À, một cái con ly đồng như này. Đấy, các bác lên cho em là ly đồng nhá. Đấy, lên cho em là ly đồng. Đấy, ly đồng rất là đẹp. Con này thì nó không có to và cũng không có dày đâu nhá. Nó vừa phải thôi. Nó vừa phải thôi các bác nhá. Giá thì đấy các bác này. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, nghe cái tiếng kêu của nó đã thấy thích rồi. Lên cho em là ly đồng nhá. Ly đồng. Giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là ly đồng nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 30k cho một chiếc như này. 30.000 cho một chiếc ly đồng như này. Đấy, nó chỉ bằng hai ngón tay này thôi nhá. Chỉ bằng hai ngón tay này thôi các bác này. Đấy, nó rất là nhỏ thôi. Chiều cao của nó thì vào khoảng là 5 cm và cái bản miệng của nó thì chiều rộng của nó khoảng là 2 cm nhá. Đấy, chiều cao thì khoảng 5-6 cm và bản miệng rộng khoảng 2 cm. Đấy, nó sẽ là một con ly như này. Các bác có thể dùng để mình tiếp khách uống rượu bằng cái ly nhỏ này cũng rất là tiện này, hoặc để dùng để trang trí là ban thờ này, ban thần tài này. Dùng để cúng lễ này. Đấy, rất là đẹp. Nó màu bằng vàng như này. Đấy, bằng đồng mạ vàng rất là đẹp như này thôi. Lên cho em là ly đồng nhá. Ly đồng. Giá của nó sẽ là 30k một chiếc ly đồng như này nhá. Hàng này thì nhỏ nhắn xinh xắn thôi các bác nhá. Đó.
thì các bác lên cho em là ly đồng nhá. Đấy, ly đồng giá của nó sẽ là 30k. Đó, lên cho em là ly đồng này. Đấy, ly bằng đồng, lên cho em là ly đồng nhá. Giá của nó sẽ là 30k một chiếc. Đó, 30k trên chiếc ly đồng như này các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái kìm vàng nhá, kìm vàng. Hàng thì nó sẽ là của Nhật và xuất Mỹ. Đây là một con kìm đa di năng rồi. Con kìm đa năng dùng cực kỳ tiện ích cho các bác luôn. Đấy, con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là kìm vàng đa năng. Ở đây thì nó sẽ có là tuốt dây, bấm cốt rồi cắt dây, xoắn dây, nó khoảng 5 chức năng cho một con kìm như này. Hàng Pro nhá. Đấy, Pro các bác này. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Và hàng này của nó thì nó sẽ là hàng Nhật và xuất sang Mỹ đây các bác này. Đấy, USA này. Đấy, USA đây. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 130.000 cho một con kìm đa di năng như này thôi. Lên mã giúp cho em là kìm vàng nhá. Kìm vàng giá của nó sẽ là 130k. 130k cho con kìm vàng như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác một dòng sản phẩm đó là cái sạc nhanh iPhone nhá. Các bác lên cho em là sạc nhanh iPhone. Thì con này nó sẽ là cả củ cả dây luôn, cả củ cả dây như này nhá. Bao gồm cho các bác là một củ này, hàng thương hiệu iPhone này. Đó, chính hãng iPhone nhá. Đấy, và một cái dây như này, một cái dây như này để các bác chuyên cắm cho điện thoại iPhone. Thì lên cho em là sạc nhanh iPhone. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 thôi. Chỉ có 60.000 cho một cái bộ sản phẩm bao gồm là cả củ cả dây sạc như này. Đấy, lên cho em là sạc nhanh iPhone nhá. Đây, iPhone 14 Pro Max này. Đó, iPhone 14 Pro Max nhá. Đó, lên cho em là sạc nhanh iPhone này. Sạc nhanh iPhone, giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho cái sạc nhanh iPhone như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn và giá chỉ có 60 cành thôi. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái máy đọc thẻ nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là máy đọc thẻ này. Đây nó sẽ là bao gồm cho các bác là một cái máy như này. Đấy, về nhà các bác bật nguồn lên cho em này. Đấy, phím này phím nguồn bật lên này. Đấy. Và sẽ có kèm với các bác là một cái cáp sạc và một cái bộ thẻ bao gồm cho các bác là 222 từ vựng. Tổng nó sẽ có cho các bác là 112 cái thẻ nhá, 112 cái thẻ. Với đầy đủ các cái chủ đề khác nhau luôn các bác nhá. Đấy, ông bà bố mẹ này. Đấy, rồi xe cộ động vật, rồi nói chung là rất là nhiều phương tiện luôn. Đấy, đây, các bác thấy không? Đấy, xe cảnh sát các thứ này, đây em sẽ thử cho các bác xem nhá. Đấy, đây các bác này. Đây, các bác cắm thẻ vào này. Đấy, tìm chưa các bác ơi. Đấy, tué tué luôn các bác nhá. Đó, đây. Xe cứu thương. Ambulance. Úi giời ơi. Đấy, bác thấy chưa? Đó, có cả tiếng Anh, cả tiếng Việt luôn nhá. Và cả hình ảnh minh họa luôn. Grandfather. Đấy, rất nhiều các cái chủ đề khác nhau nhá. Em gái. Nói chung là hình ảnh này, rồi âm thanh này, rồi là mô phỏng rất là chân thực nhá. Tổng của các bác khi nhận được hàng nó sẽ là 112 cái thẻ như này. Tha hồ cho các cháu vui chơi, thỏa thức, sáng tạo luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là các bác lên cho em là máy đọc thẻ nhá. Máy đọc thẻ giá của nó sẽ là 95.000 nhá. 95.000 cho một cái bộ máy đọc thẻ như này, bao gồm cho các bác là 112 thẻ, 112 thẻ với các cái chủ đề và nội dung khác nhau. Đây là cái kéo với cái lọ thuốc này. Đấy, 112 thẻ với các cái nội dung và chủ đề khác nhau nhá. Đó, tổng là 224 từ vựng. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Lên cho em là máy đọc thẻ nhá. Máy đọc thẻ này, giá thì chỉ có cho các bác là 95k thôi. 95k cho con máy đọc thẻ như này. Con này các bác nên mua quá cho các em nó sử dụng. Vừa là sử dụng thiết bị thông minh này, vừa là tiện ích, vừa là ok cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là Long Biên Hắc Lào nhá. Long Biên Hắc Lào, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 25.000 cho một típ như này. Bác nào bị Long Biên Hắc Lào nấm ngứa bơi hết vào đây cho em. Đó, thì cái này nó sẽ là thuộc dạng típ nhá. Và kem của nó là kem trắng, bôi vào thì rất là mát và sử dụng thì rất là ok. Đó, Long Biên Hắc Lào nấm ngứa các bác bơi hết vào đây cho em. Giá sẽ là 25.000 cho một típ như này. Đặc trị Long Biên Hắc Lào nấm ngứa cực kỳ là nhạy luôn các nhá. Đấy, Long Biên Hắc Lào nấm ngứa cực kỳ là nhạy luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 25.000 cho một típ như này. 25.000 cho một típ Long Biên Hắc Lào nấm ngứa như này nhá. Bôi thì cực kỳ là nhạy luôn và bên shop bán rất là nhiều rồi. Hàng này nó sẽ là hàng gia truyền của Nhật cho nên là dùng cực kỳ là tốt, an toàn và rất là tốt luôn các nhá. Lành tính. Các bác lên cho em là Long Biên Hắc Lào này, đó. Long Biên Hắc Lào, giá sẽ là 25k một típ nhá. 25k cho một típ Long Biên Hắc Lào như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kéo cành cam nhá. Các bác lên cho em là kéo cành cam. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là
70k cho một con kéo cành cam như này, có kèm cho các bác một cái lò xo luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan các bác này. Đó, made in Japan, hàng nội địa của Nhật nhá, made in Japan cho bác luôn. Thép SK5 không gỉ, chuyên dùng để cắt cành cắt cây cực kỳ là ngon luôn. Nói chung là nhà bác nào thì cũng có cây có cành rồi. Đấy thì về các bác dùng để cắt tỉa cây cắt tỉa cành rất là ok. Giá thì rất hợp lý nha, một cái con kéo cành kéo cắt cành cam như này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70k. Hàng made in Japan này, nội địa của Nhật, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì cũng rất hợp lý nhá. Có kèm hẳn cho các bác một con lò xo luôn để các bác về các bác sử dụng. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là kéo cành cam. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70k. Đấy, lên cho em là kéo cành cam nhá. Đấy, kéo cành này, đấy, kéo cành cam nhá. Giá của nó sẽ là 70k cho một con kéo cành cam như này, 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái mic karaoke nhá. Lên cho em là mic không dây nhá. Ngoài ra thì bên shop có hai loại mic dây. Đấy, con này thì nó sẽ là dòng mic không dây. Về nhà các bác chỉ cần là bật cái nút nguồn này lên cho em này, bật nút nguồn này lên cho em này. Đó. Sau đó thì mình sử dụng thôi, nó rất là tiện. Con nào thì hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Nó có âm lượng của mic này. Đấy. Alo, alo, 124. Đấy các bác nhá. Đấy, hết pin thì bác sạc pin vào cho em, con này gần hết pin rồi. Alo, alo, 124. Alo. Anh đưa em về thăm quê anh. Đó thì về nhà các bác bật sạc pin vào cho em để các bác dùng để hát karaoke rất là ngon luôn. Đó, vừa là bắt Bluetooth nghe nhạc, vừa là hát karaoke nhá. Đấy, con này thì nó đang hết pin rồi các bác nhá. Đấy, về nhà các bác sạc pin vào cho em. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là mic mic không dây nhá, mic không dây. Giá thì chỉ có cho các bác là 100k cho con mic không dây này thôi. Lên cho em là mic không dây này. Đó. Mic không dây, mic không dây, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con mic không dây như này. Rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái thước laser nhá. Con này thì dùng nó rất là tiện. Các bác dùng để mình lấy thăng bằng này, rồi cao thấp, rồi mình đo mực thước, thước rút, thước giếc đều được hết nhá. Đây nó sẽ có cho các bác một con thước rút dài 2,5 m này. Đấy, thước rút rất là ngon luôn nhá. Đấy, thước rút rất là ngon, dài 2,5 m này. Tiếp theo là đến một cái thước đo này. Đấy, một cái thước đo bên này. Bên này một cái thước đo 15 cm nữa này. Đấy. Và ba cái mực thước này, ba cái mực thước như này. Và đặc biệt là con này nó sẽ có một cái dòng laser như này các bác này. Đấy. Thì các bác bật lên cho em. Đó, đây laser này các bác này. Đấy, em dọi vào tường cho các bác xem nhá. Đấy. Rất là rõ luôn các bác này. Đấy, tia của nó này rất là rõ nhá. Đó, và nó sẽ có hai loại, ba loại tia. Thứ nhất là lấy vuông này. Đấy. Đây là em đang lấy góc vuông các bác này. Đấy, đang lấy góc vuông đây. Đấy các bác chưa? Lấy góc vuông này. Đấy, tiếp theo thì lấy cạnh nằm ngang này. Lấy cạnh nằm ngang các bác này. Đấy. Gạt xuống thì lấy cạnh đứng này. Và cho lên giữa này thì là sẽ là lấy vuông không nhá. Đấy, các bác cứ cho về giữa này thì nó sẽ là lấy vuông. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác là cái đầu gạt ở đây các bác này. Đấy, cái đầu gạt đây các bác gạt lên gạt xuống ở đây nhá. Đấy, để mình điều chỉnh góc này. Rất là tiện cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là thước laser nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 90k cho một con thước laser như này thôi, 90k. Rồi ok. Vâng, lại là em Huấn Phạm này các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Các bác mua dưới 200 thì cộng thêm cho em 30.000 tiền ship nữa các bác nhá. Đó. Dưới 200 cộng 30.000 tiền ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc là hàng gửi đến các bác không nhận hàng. Đó. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, các bác nghe cho rõ để tránh cái việc là mặc cả. Có 2 3 chục, 8 9 chục các bác cũng hỏi là có bao ship không? 40.000 các bác hỏi bao ship không, nó rất là mệt mỏi các bác nhá. Đó. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Đấy, lên cho em là cái hộp tam bằng đồng nhá, hộp tam đồng như này. Đó. Con này thì chính xác của nó là hợp kim mạ đồng. Giá thì sẽ là 95.000 cho một hộp tam đồng như này nhá, hộp tam đồng như này. Rất đẹp cho các bác luôn, về nhà các bác bỏ tam ở đây cho em. Đấy, và chỉ việc ấn này là tam nó sẽ nổi lên này và các bác lại thả xuống này, rất là sạch sẽ, tiện ích và đẹp nhá. Vừa để co trang trí vừa là để mình sử dụng luôn. Đấy, lên cho em là hộp tam đồng. Giá sẽ là 95k nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bao ship, dưới 200 cộng thêm 30.000 tiền ship nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là hộp tam đồng này. Hộp tam đồng nhá. Hộp tam đồng, giá của nó sẽ là 95k cho một chiếc nhá. 95.000 cho một chiếc như này. Đấy, rất nhỏ, nhỏ nhặn, xinh xắn, vừa xinh, rất hợp lý cho các bác sử dụng trong cái sinh hoạt hàng ngày. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái con hạc đồng nhá. Các bác lên cho em là hạc đồng. Con này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một con hạc như này này, một con hạc bằng đồng như này. Kích thước của nó thì chiều cao khoảng 10 cm và cái phần đế này rộng khoảng 5 cm nhá. Đấy, nhỏ gọn trong lòng bàn tay như này thôi, nhưng mà rất là đẹp và chất liệu của nó là bằng đồng nhá, bằng đồng tự nhiên, rất đẹp cho các bác luôn. Đó, thì các bác có thể về mình để trên bàn thờ,
Và ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là một cái lư để các bác treo lên này. Đấy, nó sẽ có một cái lư như này. Đó, lư như này. Các bác có một cái lư đài sen như này, các bác treo vào cái miệng con hạc cho em đây. Treo vào đây cho em này. Đấy, combo của nó sẽ như này các bác nhá. Đấy, combo của nó sẽ như này các bác này. Đấy, combo nó sẽ như này cho các bác này. Rất đẹp các bác thấy không? Đó. Thì các bác có thể để trên ban thờ này hoặc là trang trí decor cũng rất là đẹp. Và bên em có bán kèm thêm cả cái hộp nhang như này nhá. Cái hộp nhang này thì giá của nó sẽ là 60.000 cho một cái hộp nhang như này. Đấy, thì các bác lên mã giúp cho em đó là nhang hạc nhá, nhang hạc. Đấy, giá của nó sẽ là 60.000 một hộp và con hạc này thì cũng là 60.000. Đó thì về nhà các bác chỉ cần là đốt cho em một một ấy như này thôi. Đấy, đốt cho em một buổi tối hoặc là có cúng lễ. Đấy, hoặc là các bác thư thái thì các bác đốt cho em một một vòng như này, một vòng như này. Đấy, rất là ok. Đấy thì giá rất hợp lý cho bác luôn, sẽ là 60.000 cho một cái hộp nhang như này các bác nhá. Đấy, 60.000 cho một cái hộp nhang như này. Thì các bác có thể về để mình sử dụng rất là tiện ích nhá. Đó, 60.000 một hộp nhang như này thôi. Rất tiện ích cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có cho các bác là các bác lên mã giúp cho em đó là nhang hạc nhá. Nhang hạc 60k này. Đó, lên cho em là nhang hạc này. Đó. Nhang hạc giá của nó sẽ là 60k nhá. 60.000 cho một cái nhang hạc như này. Đấy, rất là thơm luôn. Và con này thì các bác lên cho em là hạc đồng nhá. Hạc đồng giá của nó sẽ là 60.000. Đó. Thì các bác lên cho em là hạc đồng nhá, hạc đồng này. Đó. Hạc đồng giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho một con hạc đồng như này. Thì đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này, đấy các bác cho nhang vào đốt này. Đấy, đây. Nó sẽ là một cái vòng nhang như này, các bác cho vào đây chưa? Đó. Rất là thư thái luôn các bác nhá. Đó, treo lên. Đấy, vừa đẹp vừa thư thái vừa trang nhã các bác này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Đó, thì mình có thể decor trang trí này hoặc là sử dụng để mình thư thái, mình uống trà rồi thắp nhang trầm cũng rất là tuyệt vời luôn. Đấy, thì cái nhang trầm này giúp cho các bác là tĩnh tâm, thư giãn rồi thoải mái cơ thể các bác nhá. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 60k cho một hộp nhang và 60k cho một con hạc như này thôi. Đấy, combo của nó sẽ là 60.000, 60.000 cho một con hạc như này nhá. Đấy, một con hạc như này và 60.000 cho một hộp nhang hạc như này, nên cho nhang hạc 60.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái con dao này. Đấy, thì các bác lên mã giúp cho em đó là con dao gọt gỗ nhá. Lên cho em là dao gọt gỗ. Đấy, con này thì giá của nó sẽ là, lên cho em là dao gọt gỗ, con này giá của nó sẽ là 40.000 nhá. Hàng của thương hiệu Asaka của Nhật đây, Asaka Japan, made in Japan các bác này. Hàng thì siêu bén luôn các bác này. Đấy, siêu bén luôn các bác thấy không? Rất là bén luôn nhá. Đấy, một cái tờ giấy mùn mỏng mèo như này mà kem dọc như này là các bác biết rồi. Đó. Thì các bác lên cho em là gọt gỗ nhá. Gọt gỗ con này giá của nó sẽ là 40.000. Đó, lên mã giúp cho em là gọt gỗ, hàng nội địa của Nhật đây, Japan các bác này, toàn bộ chữ Nhật hết này. Đấy. Lên cho em là gọt gỗ, giá của nó sẽ là gọt gỗ này. Gọt gỗ giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho con gọt gỗ như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con dao thái gỗ nhá, thái gỗ. Hàng của thương hiệu Asaki này. Đấy. Hàng thương hiệu Seki Japan này, đó, Seki Japan, made in Japan như này. Đó. Dòng này của nó thì rất là đẹp luôn. Cán thì ốp gỗ vàng rất là đẹp này. Đó. Và dao thì cầm rất là đầm chắc và sắc này các bác này. Đấy, các bác thấy không? Rất là bén luôn. Chất dao của nó thì khỏi phải bàn rồi. Đấy. Thép của Nhật mà, hàng của thương hiệu Seki của Nhật là các bác biết rồi, rất là bén luôn. Đấy. Seki Japan các bác này. Đó, rất bén các bạn, bén lắm luôn. Các bác dùng thì cẩn thận kéo đứt tay nhá. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80k nhá. 80.000 cho một con dao thái gỗ như này. Đấy, lên cho em là dao thái gỗ nhá. Đấy, dao thái gỗ giá của nó sẽ là 80.000. Đấy, lên cho em là thái gỗ này. Đấy. Thái gỗ. Thái gỗ giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho con dao thái gỗ nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác con dao chặt gỗ này. Đấy, chặt gỗ. Con này thì giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là dao chặt gỗ nhá. Đấy, con này thì rất là sắc luôn. Bản của nó khá là dày này, nặng đầm chắc các bác nhá. Đó. Hàng của thương hiệu Seki Japan các bác này. Đấy, Seki Japan, made in Japan nhá. Chữ này là chữ made in Japan nhá. Đó. Để em thử test dọc giấy cho bác xem. Đấy. Cũng rất là bén luôn các bác nhá. Đấy. Rất là bén luôn các bác này. Đấy, rất bén luôn các bác thấy không? Đây. Thì con này giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 nhá. 180.000. Con này thì các bác dùng thoải mái chặt xương sâu, xương bò, chặt gà, chặt cá các bác này, rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000. Con này thì các bác lên cho em là dao chặt gỗ nhá. Đấy, lên cho em là dao chặt gỗ này. Chặt gỗ, giá của nó sẽ là 180k. Đó. Và bác nào mua combo 3 con như này nhá. Combo 3 con như này thì giá chỉ có 260.000 thôi. 260.000 cho 3 con dao như này các bác này. Và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy, là con to này là 180, con bé này 80.000 là 260 rồi. Thì ngẫu nhiên là các bác được tặng thêm một con này, tặng thêm một con bé này và miễn ship hoàn toàn.
Đấy, các bác mua combo thì rất là lợi thế luôn. Chỉ có 260.000 cho ba con dao như này. Hàng của Nhật các bác này. Đấy, Japan hết các bác này. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đấy, combo cho các bác ba con dao như này mà giá chỉ có 260.000 thôi. Giá quá là hợp lý cho các bác luôn. Đấy. Thì các bác lên cho em là bộ ba dao cán gỗ nhá. Bộ ba dao cán gỗ. Giá của nó sẽ là 260.000. Đó. Thì có 260.000 mà các bác. Đấy, nhận về được tới là ba con dao luôn, ba con dao và rất dày dẫn chắc chắn. Lên cho em là bộ ba dao cán gỗ nhá. Bộ ba dao cán gỗ. Bộ ba dao này. Bộ ba dao cán gỗ. Giá của nó sẽ là 260 cành, 260k và bao ship tận nhà cho bác luôn. Đó, 260.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái vòi xoay nhá. Đấy, các bác lên cho em là vòi bạc xoay 360 độ. Con này thì có phụ kiện các thứ gioăng giếc các thứ đầy đủ luôn. Về nhà các bác để mình lắp đặt vào các cái vị trí như là chậu rửa mặt này, chậu rửa bát này thì nó đều là có gen xoáy hết nhá. Con này thì nó sẽ có hai dòng gen, một là gen trong, hai là gen ngoài, đều được hết. Chất liệu của nó thì bằng inox nhá, bằng inox cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Nó sẽ có cho các bác là hai gen, một gen trong, một gen ngoài như này thì rất là tiện ích cho các bác sử dụng. Đấy, về nhà các bác xoáy vào cho em là xong. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái vòi bạc xoay 360 độ như này, giá sẽ là 80k. Đó, lên cho em là vòi bạc này. Vòi bạc xoay 360 độ nhá. Xoay 360 độ. Giá sẽ là 80 cành nhá. 80k cho con vòi bạc xoay 360 độ này. Đây em sẽ có một cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Đó. Thì ở đây nó sẽ là một con vòi như này, các bác có thể lắp đặt vào và có thể điều chỉnh vòi hoa sen và vòi một vòi được hết luôn. Đó. Chỉ cần xoáy vào cho em như này là xong. Đó. Các bác có thể dùng để chức năng để mình rửa mặt, đánh răng đều ok hết nhá. Đấy, xả nước đi, lắp vào vòi chậu rửa này. Đấy. Thì nó rất là tiện ích cho các bác luôn. Đó, có thể xoay được để các bác rửa ráy nó rất là tiện, lắp vào cũng rất là gọn luôn. Đấy, xoay 360 độ và giá thì chỉ có 80 cành thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vít xanh nhá. Lên cho em là vít xanh. Một hộp này của nó sẽ là 30 chiếc vít như này. Kèm cho các bác là một tay cầm và một cái một tay nối dài, một tay công và một tay nối dài. Bộ thì bao gồm cho các bác là 30 cây vít luôn, 30 cây vít to nhỏ lớn bé, lục giác, ba khe, tròn, mũi khế đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, về nhà các bác chỉ cần lắp vào đầu này cho em này. Đấy, sau đó thì lắp cái này vào. Con này thì nó sẽ có cái nấc như này để các bác điều chỉnh dài ngắn được hết nhá. Đấy, điều chỉnh muốn cho dài thì cho mà cho ngắn thì cho, nó cũng rất là ok thôi. Rất hợp lý cho các bác nhá. Đấy, rất hợp lý như này. Đó, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, lên cho em là vít xanh nhá, vít xanh. Giá của nó thì chỉ có 40k cho một cái hộp vít xanh này thôi. 40.000 cho một cái hộp vít xanh như này, quá là nên mua luôn. Cái giá nó rất là hợp lý và cái tính năng ứng dụng của nó rất là cao luôn. Đấy, 30 cây vít như này nhá, 30 đầu mũi vít như này. Đấy, 30 đầu mũi vít này to nhỏ lớn bé, ba khe lục giác mũi khế đầy đủ cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là vít xanh nhá, vít xanh giá sẽ là 40k. Đó, vít xanh này, 40k trên một em này. 40.000 trên một em vít xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái găng tay lao động thì nó sẽ là màu đen, màu ghi và màu xanh như này. Thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi, gửi màu ngẫu nhiên nhá. Đây nó sẽ là một cái dòng găng tay cực kỳ là bền đẹp chắc chắn và khi sử dụng thì nó rất là ôm tay nhá, rất là ôm tay luôn đấy các bác này. Đấy, em đeo vào cho các bác xem này. Nó rất là ôm nhá. Và ưu điểm của con này ấy, thì khi mà các bác sử dụng ấy thì nó lại có cho các bác một cái lớp hạt cao su như này để mình dùng làm đồ làm nghề này. Đấy, làm bếp, làm giáp này hoặc là nhặt rau rồi làm thợ, làm vườn đều ok hết nhá. Đấy, hoặc dọn dẹp nhà cửa cũng ok luôn. Và cái giá nó rất hợp lý nhá. Giá rất hợp lý cho bác luôn một con găng tay như này. Giá bên shop đang gửi tới các bác chỉ có cho các bác là bán theo combo nhá, bán theo combo. Đây, đấy em cầm, em có thể cầm bút viết thoải mái này, cầm bút viết thoải mái luôn. Thì các bác lên cho em là găng tay lao động nhá, găng tay lao động này. Đấy, các bác dùng để lao động dọn dẹp này. Giá của nó sẽ là găng tay lao động này. 5 đôi của nó thì sẽ là bằng 40k nhá. 5 đôi là bằng 40k. Còn 12 đôi thì sẽ là 70k. 70k. Đấy, tức là một vỉ này của nó này, một bịch này của nó là 12 đôi luôn. Bịch này 12 đôi là 24 chiếc và giá thì chỉ có cho các bác là 70.000 thôi. 70.000 cho 12 đôi như này các bác này. Đấy, 70k cho 12 đôi như này. Còn các bác mua lẻ thì chấp nhận là đắt hơn một chút. Mua lẻ thì giá của nó sẽ là mua lẻ thì giá của nó sẽ là 5 đôi là 40.000, 5 đôi là 40.000 các bác nhá. Đó, tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái sen cao su nhá, sen cao su. Thì đây nó sẽ là một cái dòng vòi sen để các bác dùng để vừa tắm vừa kỳ cọt massage rất là tốt luôn. Đó, lên cho em là sen cao su nhá. Con này thì các bác có thể dùng trực tiếp để mình tắm rửa kỳ cọt massage rất là tốt luôn. Và giá thì cũng rất hợp lý cho các bác luôn. Chỉ có cho các bác là 95.000 cho một cái bộ sen cao su như này. Ở đây thì sẽ có đầy đủ cho các bác luôn. Bao gồm là đấy, bao gồm cho các bác là một đầu vòi sen này. Một đầu vòi sen như này. Đó,
Hàng thì sẽ là hàng của Nhật, Made in Japan này, Made in Japan nhá. Một đầu vòi sen như này các bác dùng để kỳ cọ này, và có đầu để điều chỉnh các cái nước này, rồi tăng giảm áp lực nước ở đây nhá. Đóng ngắt trên tay này, đóng ngắt trên tay này luôn, và có điều chỉnh tăng giảm áp lực nước nhá. Đó, rất tiện ích cho các bác luôn. Đây, xoáy ra này. Đấy, rất là tiện ích nhá. Và có cả lõi lọc than hoạt tính luôn, lõi lọc than hoạt tính nhá. Và con này thì các bác dùng nóng lạnh thoải mái. Có dây cho bác này, có dây cho các bác luôn nhá. Có dây cho bác và không có không kèm giá đỡ nhá, không có giá đỡ đâu. Giá thì chỉ có cho các bác là 95.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là sen cao su nhá. Đấy, sen cao su, giá của nó sẽ là 95k. Đây, lên cho em là sen cao su này. Sen cao su 95k cho một bộ sen cao su như này. Dây dài nhá, dây dài 1.5 đến 1.5 cho các bác luôn. Đấy. Đây các bác này, nó sẽ là một cái đầu vòi như này, giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Có thể điều chỉnh đóng ngắt trên tay nhá. Đấy, và điều chỉnh rất là nhiều chế độ. Và các bác có thể dùng để massage này. Đấy, rất là tiện ích cho các bác luôn. Massage các cái tay này, rồi các bác dùng để mình kỳ, mình lau chùi luôn các bác nhá. Gọi là vệ sinh luôn. Vừa là để mình kỳ ghét này. Đấy, vừa là massage cho cơ thể này. Đấy, và có chế độ tăng 3 chế độ điều chỉnh nước các kiểu luôn. Đấy, rất là ngon lành. Rất tiện ích luôn các bác nhá. Đó, rất là ngon lành cho bác luôn. Lên cho em là sen cao su, giá thì chỉ có 95.000 thôi. Hello chào bác nhá. Hôm nay thì bên shop tiếp tục gửi cho bác cái lô chiếu mây Nhật và chăn ga Nhật 5 món nhá. Đấy, em sẽ giới thiệu chi tiết để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác lên mã cho em là chiếu mây nhá, hàng của thương hiệu Muji Made in Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 và bao ship. Đấy, lên cho em là chiếu mây Nhật các bác nhá. Đấy, chiếu mây điều hòa, chiếu mây điều hòa. Đấy, chiếu mây điều hòa nhá. Đó, chiếu mây Nhật điều hòa nhá. Đó, chiếu mây Nhật điều hòa, giá của nó sẽ là 180k và bao ship nhá. À không, xin lỗi các bác, 180.000 không bao ship. Từ đơn hơn 200.000 trở lên bên em mới bao ship. Hàng thì sẽ là, nó sẽ có dòng là 1,6m, 1,6m nhân với 2m và 1,8m nhân với 2m nhá. Đấy, nhân với 2m đó. Giá thì đều đồng giá là 180k hết nhá, 180.000. Đây thì nó sẽ là một sản phẩm như này. Dòng này thì nó sẽ không bao gồm vỏ gối đâu các bác nhá, nó chỉ có chiếu không thôi. Đó. Và chất liệu của nó là, chất liệu của nó là sợi mây tự nhiên nhá, sợi mây tự nhiên như này. Đấy. Sợi mây tự nhiên không nhá, chất liệu của nó là sợi mây tự nhiên. Đấy thì điều hòa rất là tốt luôn. Đấy thì sợi mềm mại, điều hòa tốt các bác nhá. Đấy, sợi điều hòa tốt các bác nhá. Đó, thì ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là hai mặt này. Một cái mặt thì nó sẽ là trần thường như này, còn một mặt của nó sẽ là như này các bác này. Đấy, một mặt chiếu mây như này. Sợi của nó thì rất là mềm, nằm thì êm và mát thôi, nằm êm và mát. Đó. Cái này thì nó không có vỏ gối đâu nhá. Lô này bên em về thì nó chỉ có chiếu không thôi. Đấy, chiếu không, không có vỏ gối đâu. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đây. Đây các bác này. Đấy. Một con chiếu rất là đẹp như này nhá. Đấy, rất là đẹp luôn, màu sắc các thứ rất là đẹp, hài hòa. Bên em sẽ có dòng là 1m8 và dòng là 1m6 nhá. Đấy, dòng 1m6 và dòng 1m8. Đó, đều là kích thước là đều 2m nhá. 1m6 2m và 1m8 2m. Đó, đây, rất là đẹp cho các bác nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em là chiếu mây Nhật điều hòa nhá. Đấy, kích thước của nó sẽ là 1m6 và 1m8 nhá. Và cái này là không có vỏ gối nhá, không có vỏ. Không có vỏ các bác nhá, không có vỏ gối nhá. Đấy, không có vỏ gối. Giá sẽ là 180k. 180k. Đó, không có vỏ gối. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Muji nhá. Hàng thương hiệu của Muji của Nhật này. Đấy. Hàng của thương hiệu Muji. Made in Japan nhé, đấy, Muji Made in Japan như này, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Lên cho em là chiếu mây nhé, đấy, chiếu mây Nhật điều hòa, hàng thương hiệu Muji Made in Japan. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là đẹp luôn, chỉ có 180.000 thôi, 180.000 nhé. Kích thước của nó sẽ là có 1m6 và 1m8 nhé, đấy, rất là đẹp luôn. Hàng chiếu mây của Nhật cực kỳ chất lượng các bác này, đấy, đường kim mũi chỉ rất là đẹp luôn. Giá sẽ là 180.000 cho một chiếc nhé, đó, bật cái quạt. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục gửi cho bác cái lô đó là cái bộ chăn ga 5 món nhá. Đấy. Chăn ga 5 món các bác nhá. Các bác lên cho em là chăn ga, đấy, chăn ga Nhật 5 món. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ chăn như này. Và nó sẽ về cho các bác là có 3 màu nhá.
Đầu tiên là các bác lên cho em là màu xanh này, đấy màu xanh. Màu xanh các bác nhá. Đấy, thứ nhất là màu xanh này, đấy. Thứ hai là màu Chanel này, đấy. Thứ hai là màu Chanel như này nhá. Thứ hai là màu Chanel. Đấy, và thứ ba là các bác lên cho em là màu kẻ nhá. Đấy, màu kẻ này, đây. Nó sẽ là màu kẻ sọc như này. Đấy, màu kẻ sọc như này. Đấy, các màu đều rất là đẹp luôn. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái chăn nhá, một cái chăn kích thước của nó là 1m7 x 2m1 nhá. Đây. Chăn rất là to luôn. Đây các bác này. Đó. Một cái chăn rất là đẹp như này. Chất liệu của nó rất là đẹp luôn. Đấy, chất vải của nó cũng rất là xịn sò. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Kích thước của nó sẽ là 1m7 x 2m1 và của nó sẽ là thuộc cái dạng là trần bông bên trong nhá. Có trần bông bên trong. Con này thì các bác nằm mùa thu cũng được và nằm mùa đông cũng được, hoặc là các bác nằm điều hòa cũng được. Đấy, bây giờ các bác chuyên nằm điều hòa rồi thì sử dụng con này rất là ok. Chất da, chất vải của nó rất là mềm mịn các bác nhá, mềm mịn đó. Đây, màu xanh này các bác này. Màu xanh này, đấy. Màu nào cũng rất là đẹp luôn. Đấy. Màu sắc đẹp, kích thước đẹp nhá. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là bộ chăn ga Nhật 5 món nhá. Đấy. Chăn ga Nhật 5 món bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 200. Đấy, 260.000. Lên mã giúp cho em là chăn ga Nhật 5 món nhá. Giá của nó sẽ là 260k và bao ship nhá. Đó, chăn ga Nhật 5 món này. Chăn ga Nhật này, đó. Chăn ga Nhật 5 món nhá. Giá của nó sẽ là 260k và bao ship nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng mới nhá. Đó, hàng mới. Hàng mới chất lượng các bác nhá. Đó, hàng mới. Chất lượng cho các bác luôn. Chăn ga Nhật 5 món 260.000 bao ship. Hàng mới tinh không nhá. Thì các bác nhận được hàng thì sẽ bao gồm cho các bác là một con chăn như này này. Đấy, một con chăn như này. Kích thước của nó sẽ là 1m7 x 2m1 nhá. 1m7 x 2m1 này. Tiếp theo kèm cho các bác là hai cái vỏ gối này. Đây, nó sẽ có cho các bác là hai cái vỏ gối. Hai cái vỏ gối thì vỏ gối của nó kích thước của nó sẽ là 60. Đấy, 2 này, 4 này. 60 x 40 nhá. 60 x 40. Đấy, 60 x 40 khá là to luôn các nhá. Hai cái vỏ gối. Kích thước 60 x 40 này. Đấy, một cái ga các nhá, một cái ga này. Ga này thì các bác sử dụng cho giường 1m6 và giường 1m8 đều vừa hết nhá. Đấy, thì cái ga này nó sử dụng chung và nó có chun như này. Cho nên là giường 1m6, giường 1m8 đều ok. Coi nhá. Đấy, thì một ga, hai vỏ gối vuông, hai vỏ gối 60 x 40 và một vỏ gối ôm như này nhá. Một cái vỏ gối ôm rất là to như này. Đấy. Vỏ gối ôm này thì chiều dài của nó là 1m, chiều rộng là 30 nhá. Đấy, về nhà thì các bác chỉ cần là mua ruột về các bác cho vào là xong. Ruột gối các bác thứ nhá. Đấy, ruột gối ôm và ruột gối nằm nhá. Đấy, thì combo của nó như này. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 5 món này. Thứ nhất là một gối ôm này. Đấy, một gối ôm này. Hai gối thường này. Một ga này là thành 4 này, với lại một chăn là 5. Đấy, thì các bác lên cho em là bộ chăn ga 5 món nhá. Bộ chăn ga 5 món. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 260.000. Lên cho em là bộ chăn ga. Đấy, chăn ga Nhật 5 món giá sẽ là 260.000 nhá. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là thứ nhất là màu đây. Thứ nhất có cho các bác là màu xanh nhá. Các bác lên cho em là màu xanh này. Đó. Cái màu xanh này cũng rất là đẹp. Nhã nhặn, màu thì màu sắc thì vừa phải, trung tính, sạch sẽ nhá. Màu xanh này. Tiếp theo là màu kẻ này. Màu này sẽ là màu kẻ nhá, lên cho em là màu kẻ này. Và màu này thì các bác lên cho em là màu Chanel nhá, màu Chanel. Đó, thì các bác lấy màu nào thì lấy. Hoặc các bác có thể lấy chăn chiếu tùy theo. Rồi ok. Hello chào anh em thưa các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Điện hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Các bác cứ mua đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em sẽ bao ship. Còn nếu mà dưới 200 thì các bác cộng vui lòng cộng cho em thêm 30.000 để ship nữa nhá. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải lâu chờ đợi. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái băng dính điện các bác này, băng dính điện. Hàng thì nó sẽ là hàng về theo lô như này nhá, hàng về theo lô như này. Đấy, đủ màu, đủ mẫu, đủ loại cho bác luôn. Màu sắc thì chủ yếu nó vẫn là màu ghi và màu đen nhá, là hai cái màu chủ đạo các bác. Băng dính của bên em thì nó sẽ là bằng hàng bãi nội địa Nhật, siêu dai, siêu dính, siêu mỏng và siêu bền cho các bác luôn. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng made in Japan như này các bác này. Đó, made in Japan. Đây. Các bác này, đó made in Japan, hàng nội địa của Nhật nhá. Giá thì sẽ là bên em bán theo cân và bán theo quận nhá. Đấy, quận vừa vừa thì giá của nó sẽ là 10.000 một quận. Còn quận nhỏ thì sẽ là 5.000 một quận nhá. 5k cho một quận. Đây. Đấy thì nó sẽ có hai mẫu. Đây, mẫu nhỏ này là 5.000 này, mẫu to là 10.000 này. Đấy. Mẫu nhỏ là 5.000 một quận và mẫu to là 10.000. Ngoài ra thì bên shop sẽ bán theo cân ký nhá. Hàng thì băng dính của nó sẽ là hàng băng dính siêu mỏng, siêu dai luôn. Đây,
siêu mỏng siêu dai và siêu dính luôn các bác nhá. Đấy, siêu mỏng siêu dai siêu dính luôn. Hàng made in Japan này. Đó, made in Japan. Thì các bác lên cho em là băng keo điện nhá, băng keo điện này, lên cho em là băng keo điện. Băng keo điện này, băng keo điện giá thì bên shop bán theo cân nhá, bán theo cân. Một cân của nó sẽ là 80.000. Đấy. Một cân sẽ là 80k một cân nhá, 80k trên 1 kg này. Đấy, còn nửa cân này. Nửa cân thì 1,2 kg thì giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k. Đó, 45.000 cho nửa cân. Và mua quận thì quận to sẽ là 10k nhá, quận to là 10k. Quận nhỏ thì giá của nó sẽ là 5k nhá, 5k. Đó, 5k cho quận nhỏ. Đây, quận này thì sẽ là quận nhỏ này và quận này quận to này các bác này. Đấy, tiền nào của đấy thôi các bác nhá, tiền nào của đấy thôi. Đó, thì đó là băng keo điện. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình xịt nhớt nhá, bình xịt nhớt. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Cầm cái bộ kia đây. Bình xịt nhớt như này và giá thì sẽ là 40k trong cái bình xịt nhớt như này nhá. Bỏ cho anh cái bút khác này. Hãy lên cho em là xịt nhớt, giá sẽ là 40k trong bình như này nhá. 40k trong cái bình xịt nhớt như này. Con này thì hàng của thương hiệu Kabushi Japan. Con này ưu điểm của nó là khi mà các bác sử dụng ấy thì cái vòi này có thể ngoắt nghéo này. Đấy, vòi này có thể ngoắt nghéo được luôn, rất là tiện ích các bác nhá. Đó, ngoắt nghéo để các bác đưa vào các cái vị trí khó đều ok này. Tiếp theo là con này của nó là thuộc dạng là van đóng trực tiếp nhá. Thì khi nào các bác bóp như này thì van nó mới mở. Còn lại là van luôn luôn ở trạng thái đóng, cho nên là khi các bác sử dụng thì không lo nó bị dầu nhớt nó chảy ra ngoài. Chất liệu của nó thì bằng hợp kim nhá, bằng hợp kim và sơn tĩnh điện. Bên trong thì bằng hợp kim sáng bóng này, bên ngoài sơn tĩnh điện này. Con này các bác có thể dùng để mình tra dầu, tra nhớt hoặc là dùng để làm luân chuyển dầu nhớt cũng rất là ok. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Một cái bộ như này, giá của nó sẽ là 40k trong cái bình xịt nhớt như này nhá. Bình xịt nhớt giá sẽ là 40.000 các bác này. Đấy. Tiếp theo thì em lên cho bác cái thước rút từ hãm nhá. Thước rút từ hãm thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu hàng nội địa của Nhật này, Japan các bác này. Đó. Và nó sẽ có cho các bác là hai mẫu nhá, hai mẫu. Một mẫu là 5m, 5m thì giá của nó sẽ là 40.000. Và 7,5m thì giá của nó sẽ là 50.000, nó chỉ lệch nhau có 10.000 thôi. Đó, ưu điểm của dòng này thì rút ra nó sẽ tự hãm nhá. Rút ra tự hãm, đây các bác thả vào này. Đấy, và rút ra nó sẽ tự hãm như này thì nó rất là tiện. Đấy, khi rút ra nó sẽ tự hãm cho các bác luôn. Giá thì rất hợp lý nhá. Đấy, giá rất hợp lý cho bác luôn. Đó. Thì có hai mẫu các bác nhá. Một mẫu là 5m và một mẫu là 7,5m. Đấy, thì con 5m sẽ là 40.000 và con 7,5m là 50.000. Đấy, đó là cái dòng thước rút tự hãm. Đấy, các bác lên cho em là thước rút tự hãm nhá. Đấy, thước tự hãm này. Thước tự hãm lên cho em là thước tự hãm nhá. Đấy, rút ra thì nó sẽ tự hãm luôn, nó rất là tiện để các bác làm không cần phải giữ tay nó mất công. Đấy, loại 5m thì giá của nó sẽ là 40k và thước 7,5m thì giá của nó sẽ là 50k cho một con 7,5m nhá. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái combo cưa kéo cắt cành và cưa gấp cũng như là kéo tỉa nhá. Đấy, combo cho các bác bao gồm là 4 món và giá sẽ là 160.000. 160.000 cho 4 món như này. Thì nó sẽ bao gồm cho bác là một cái cưa 25cm này. Cưa 25cm, hàng của thương hiệu Tozama, made in Japan các bác này. Đấy, của nó sẽ là thép SK5 không gỉ nhá. Đấy thì combo cho các bác 4 món này, bao gồm là một cưa gấp này, một kéo cắt cành này, một kéo tỉa và một cưa lách như này. Đấy, nếu các bác mua combo 4 món như này thì giá của nó sẽ là 160.000 nhá. Đấy. Lên cho em là combo cưa kéo, giá sẽ là 160.000. Đấy, 160.000 thì em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết này. Đầu tiên nó sẽ là con cưa lách này, hàng nội địa của Nhật này, made in Japan này. Đấy, uốn cong thoải mái nhá. Các bác dùng để mình cưa cây, cưa cành thì khá là ok luôn, khá là ok nhá. Thì đầu tiên nó sẽ là có cho các bác là một con cưa lách nhá. Con này thì của nó là thép trắng không gỉ này, thép lưỡi cưa này. Đấy, made in Japan các bác này, hàng nội địa của Nhật nhá. Tiếp theo thì con này thì phần cán của nó dài, nó sẽ vào khoảng là đi tổng chiều dài của nó thì nó sẽ là vào đi hơn 30cm, 33cm. Và nguyên phần lưỡi này thì của nó thì nó sẽ là hơn 20cm một chút nhá. Đó. Tiếp theo là đến một con cưa gấp này. Con cưa gấp này thì phần cán của nó vào khoảng là 25cm. Hàng thương hiệu Tozama. Đấy, Tozama, made in Japan các bác nhá. Đấy, gấp gọn rất là ngon lành luôn. Đấy thì con này các bác có thể dùng để mình cưa cây, cưa cành rất là ok này. Đấy, rất là ngon cho các bác luôn. Thì nó sẽ bao gồm cho bác là hai cưa, một cưa gấp, một cưa lách này. Tiếp theo là một kéo cắt cành này, một kéo cắt cành hàng made in Japan này, thép SK5 không gỉ nhá. Thép SK5 không gỉ cũng cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đấy thì nó sẽ có cho các bác là bao gồm là combo như này. Đấy, và một con cưa, một con kéo tỉa nhá. Con này thì các bác chuyên dùng để tỉa dăm này. Tỉa dăm, tỉa cành rất là ok luôn, tỉa dăm, tỉa cành. Đấy. Thì
combo cho các bác sẽ bao gồm cho các bác là 4 món nhá. 4 món như này, giá sẽ là 160.000. Đấy, 160.000 cho 4 món như này thôi. Giá rất hợp lý các bác, giá rất hợp lý để cho các bác sử dụng luôn. Thì lên mã giúp cho em là combo cưa kéo nhá, combo cưa kéo, giá sẽ là 160.000. Đấy. Combo 4 món cưa kéo này, đấy, combo cưa kéo nhá. Combo này, cưa này, cưa cộng với lại kéo này, cưa cộng kéo 4 món này. Giá của nó sẽ là 160k nhá, 160k. Đó. Ngoài ra thì bên shop có bán lẻ nhá. Bán lẻ thì con cưa gấp này giá của nó sẽ là 50.000 này. Đấy, con này là cưa gấp 25 sen, giá của nó sẽ là 50.000 nhá. Cưa gấp này thì có lên cho em là cưa gấp trắng đen, giá sẽ là 50k. Đấy, có bán lẻ luôn. Con này thì sẽ là 50 cành nhá. 50 cành con cưa gấp trắng đen như này. Còn con kéo cành này thì bên em gọi nó là kéo cành cam, giá của nó sẽ là 70k nhá. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là kéo cành cam, giá sẽ là 70k. Đấy, kéo cành cam này, kéo cành cam giá của nó sẽ là 70k nhá, 70k. Còn lại là bán lẻ thì con cưa, con kéo tỉa inox này thì giá của nó sẽ là 50.000 nhá, 50.000. Đó. Còn con cưa lách này thì giá của nó sẽ là 40k cho con cưa lách như này. Đấy, 40k cho con cưa lách như này. Thì các bác nên mua theo combo 4 món như này với cái giá chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. 160.000. Giá thì siêu hời và siêu hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái mã tiếp theo. Đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái nồi chiên không dầu nhá. Đây nó sẽ là một con nồi chiên không dầu như này. Dung tích của nó thì nó sẽ là 10 lít cả vỏ các bác, 10 lít cả vỏ như này. Hàng còn mới tinh nguyên đai nguyên kiện này các bác nhá. Đấy, 10 lít cả vỏ cho các bác luôn. Khi các bác sử dụng thì các bác lưu ý là dùng cho em là cả hai bên nhá, cả bên hẹn giờ và bên công tắc này luôn và bên nhiệt này luôn thì mới được nhá. Nếu các bác không vặn nhiệt lên thì nó cũng không hoạt động đâu. Hàng của thương hiệu Camel của Nhật các bác này, Camel của Nhật. Đấy. Và đây thì dung tích của nó sẽ là 10 lít cả vỏ nhá, 10 lít cả vỏ. Và đây nó sẽ có cho các bác một cái khay như này. Cái khay này để khi mà các bác cho vào thì nó sẽ là đỡ ở trên như này nhá, đỡ ở trên như này. Rất là tiện này. Đó. Dòng này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt thôi. Trong này nó sẽ có một con mai so như này nhá. Một con mai so như này. Đấy, để các bác điều chỉnh này. Và có dơ le đóng ngắt và có quạt gió nhá. Có quạt gió phía sau này. Đấy. Và combo. Đấy, một cái con nồi chiên không dầu như này. Đấy, rất là ngon lành cành đào cho các bác luôn. Dung tích là 10 lít cả vỏ. Giá là 4. Bao nhiêu nhỉ? Nồi chiên này. 590.000 thôi nhá. Đấy, 590.000 cho một con nồi chiên không dầu như này. Lên mã giúp cho em đó là nồi chiên không dầu, 10 lít cả vỏ. Đấy, nồi chiên không dầu này. Lên cho em là nồi chiên. Nồi chiên nhá, nồi chiên không dầu. Đấy, giá của nó sẽ là 590k nhá, 590k. Đấy, dung tích của nó sẽ là 10 lít cả vỏ nhá. 10 lít cả vỏ, giá thì khá là hợp lý cho bác luôn. 10 lít cả vỏ cho cái con nồi chiên không dầu này các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con dao G49 nhá, dao G49. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Giá bao nhiêu nhỉ? Giá sẽ là 150.000 nhá, 150.000. Các bác lên cho em là dao G49 nhá. Đấy, con này thì hàng của thương hiệu Wattbo và nó ký hiệu là dao G49 thì các bác lên cho em là dao G49. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 cho con dao G49 này. Cân nặng của nó thì vào khoảng là 3-4 lạng nhá, khoảng 3-4 lạng. Con này thì các bác dùng rất là tiện này, băm chặt thái đều được, nó là dòng dao đa di năng. Và siêu bén luôn các bác này. Đấy. Dọc dưới bóng như này là các bác biết rồi. Dọc được dưới bóng như này là dòng siêu sắc rồi. Dao này thì các bác có thể dùng để chặt thái gọt đều được hết nhá. Chặt thái rồi các bác dùng để mình gọi là chặt để thái và để băm cũng đều ok hết này. Hàng thì siêu bén. Cất đi quay rồi. Hàng thì siêu bén cho các bác luôn. Cất đi quay rồi. Đấy, hàng siêu bén cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là cái dao G49 nhá. Hàng siêu bén luôn. Nặng khoảng 3-4 lạng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150k. 150k cho một con dao như này. Đấy. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đấy, lên mã giúp cho em là dao G49 nhá. Dao này G49 giá sẽ là 150k. 150k. Đấy, cho con dao G49 này. Tiếp theo thì bên shop về tới bác cái ví da nhá, ví da bò, hàng cao cấp của Mỹ. Hàng cao cấp của Mỹ bên em thanh lý được trong các hệ thống siêu thị và cái giá rất là tốt cho các bác luôn. 120.000 cho một con ví da bò như này. Đó. Hàng made in USA các bác này. Đó, made in USA. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Đây, chất liệu của nó thì 100% là bằng da bò tự nhiên nhá. 100% bằng da bò tự nhiên các bác này. Đấy. Chất liệu 100% bằng da bò tự nhiên. Đấy. Và rất là mỏng luôn.
khi mà mỏng như này thì các bác dùng của nó sẽ rất là êm ái, và khi mình ngồi thì nó sẽ không bị cấn lên các bác nhá, không bị cấn lên. Chất liệu 100% da bò tự nhiên luôn, về nhà bao các bác test đốt thoải mái chưa? Đấy, đốt tránh cái chỗ chỉ ra là được nhá. Còn các bác cứ lấy bật lửa lên, nhận hàng các bác cứ chuẩn bị sẵn bật lửa đốt thoải mái cho em nhá. Đấy. Thì giá của nó sẽ là 120k. Lên cho em là ví da bò nhá, ví da bò. Ví da bò, giá của nó sẽ là 120k. Và sản phẩm thì sẽ có màu đen và màu nâu nhá, màu đen màu nâu. Các bác muốn lấy màu nào thì lấy, màu đen và màu nâu các bác này, rất đẹp cho các bác luôn. Màu đen màu nâu như này giá rất tốt cho bác luôn nhá. Lên cho em là ví da bò. Đó, 120.000. Rồi ok.